về khái niệm thì mình sẽ có nè, hiện nay ở Việt Nam mình có các phương pháp để chẩn đoán cái một cái tổn thương trên vú, hoặc một cái kiểm tra tuyến vú là bằng siêu âm, hoặc là bằng cộng hưởng từ, bằng nhũ ảnh hoặc cộng hưởng từ. Mình lưu ý là siêu âm của mình sẽ phân biệt được các tổn thương này là cái tổn thương là bú hay không bú. Có nghĩa rằng là trên lâm sàng bác sĩ có thể sờ được một cái khối tổn thương, nhưng khi đưa xuống bằng siêu âm thì nó không phải là tổn thương mà nó chỉ là một cái vùng mô vú mà bác sĩ là có thể sờ được, nó có thể thay đổi từ đó, cái tính chất gì đó mà mình có thể sờ như một cái khối u, như nó phải là khối u. Và đặc biệt là trên siêu âm mình không làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Có nghĩa rằng là khi bệnh nhân tới siêu âm với mình mà mình phát hiện đây là một cái khối ung thư vú thì nó đã ở giai đoạn tiến xa rồi, nó không phải là giai đoạn tầm soát nữa, giai đoạn tiến xa rồi. Có thể là mình phát hiện sớm hoặc là trễ thôi, tức là ung thư vú là giai đoạn phát triển sớm và phát hiện sớm thì nó chưa di căn tới hạt này hoặc kia hoặc các nhóm, nhưng mà nó đã giai đoạn di căn rồi, di căn xa rồi, nó không còn cái khu trú vùng đó nữa ha. Và đối với nhũ ảnh thì nó xác định có hoặc không có bệnh lý ác tính và nó có khả năng làm giảm tỷ lệ tử vong là bởi vì nó phát hiện sớm. Có nghĩa là trên lâm sàng của mình chưa thấy được khối tổn thương, nhưng trên lâm sàng, trên nhũ ảnh của mình bắt đầu thấy những cái vi vôi nó sắp xếp theo một cách ác tính, tức là trên cái nhũ ảnh này mình sẽ đọc cái vi vôi nó sắp xếp như thế nào, chứ không phải chỉ có vi vôi. Có vi vôi nhưng nó sắp xếp lành tính thì kệ nó, mà mình theo dõi, nhưng mà nó sắp xếp ác tính thì bắt đầu nó chưa, mặc dù nó chưa có cái khối tổn thương nhưng mình cũng cần phải kiểm tra kỹ cái chỗ đó, hoặc là mình xin huyết hoặc là mình làm MRI rồi đó ha. Đối với cộng hưởng từ thì mình có và không có bệnh lý ác tính, tức là mình xác định mình cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ thì mình sẽ xác định được là ở đây có hay không có bệnh lý ác tính. Độ nhạy rất là cao và mình sẽ dùng để tầm soát nhóm ung thư, tầm soát ung thư ở nhóm nguy cơ cao. Đối với lại cái siêu âm tuyến vú, mình sẽ có khái niệm nhóm nguy cơ và nhóm không có nguy cơ. Nhóm có nguy cơ là gì? Nhóm có nguy cơ cao là nhóm có trong gia đình, có chị em ruột mẹ hoặc gì đó đã từng bị ung thư, gì mình bị ung thư ha, thì là mình là nhóm nguy cơ cao. Còn ngược lại là những cái nhóm không có nguy cơ. Còn mình ở cái khu đó, bà con xung quanh người ta bị thì thiết kệ người ta, mình không lọt vô cái nhóm nguy cơ, được không ạ? Nguy cơ vốn là phải là những cái người có huyết thống với mình, nữ huyết thống với mình có nhóm nguy cơ ung thư vú ha, thì mình có nguy cơ. Đây, đầu số hình ảnh minh họa, đây là siêu âm, đây là MRI và đây là nhũ ảnh ha. Nhũ ảnh thì mình ép cái vú xuống ha. Ở Việt Nam của mình hiện nay thì mình là nằm trong những cái nước, một trong những nước có ung thư vú ở người trẻ cao hơn các nước Âu Mỹ. Tuy nhiên mình vẫn là các nước đang phát triển, cho nên mình không thể nào mà có một cái chương trình gọi là tầm soát ung thư vú cho cộng đồng bằng nhũ ảnh hoặc là bằng MRI được. Cho nên hiện nay đối với Việt Nam của mình, được chuyện mà tầm soát ung thư nó vẫn nằm ở trong là khám lâm sàng siêu âm, và nếu mà cần thiết thì mình sẽ làm FNI, mình tổn thương mình nghi ngờ mình FNI. Cho nên cái vai trò siêu âm của mình ở Việt Nam đó rất là quan trọng. Mình là cái người phải hướng cho lâm sàng biết cái này cần phải làm thêm cái gì, có cần chụp thêm nhũ ảnh hay không, có cần làm tiếp tới MRI hay không, và có cần dữ dội hơn nữa là mình có phải là làm tới cái gì sinh thiết ra hay không ha. Bây giờ mình nói tới chỉ định của siêu âm vú thì nó có rất là nhiều chỉ định. Đầu tiên là mình đánh giá bản chất của tổn thương, giống như mình nói rồi, nó là u hay là không u. Rồi mình đánh giá lại cái tổn thương nghi ngờ trên nhũ ảnh hoặc MRI. Bệnh nhân không có làm gì hết, tự nhiên mình chạy vô làm nhũ ảnh hoặc MRI, không có làm siêu âm gì hết, thấy có tổn thương, thấy có cái khối đó thì mình sẽ kiểm tra lại. Đặc biệt trên nhũ ảnh này mình không biết được cái khối đó là đặc hay là đen, mình phải mang qua MRI siêu âm để mình coi cái khối mà trên siêu nhũ ảnh mà thấy đó là đặc hay là đen, thì mình phải kết hợp hai đánh giá tổn thương. Rồi cái này, cái thứ ba nữa là mình theo dõi tổn thương, có nghĩa là bệnh nhân cần lặp đi lặp lại những cái siêu âm mỗi 3 tháng, mỗi 2 tháng, mỗi 1 năm hay là bất kỳ gì đó, thì mình cần phải theo dõi, thì mình sử dụng siêu âm vú hay chứ không ai chỉ định em rai vú để mà theo dõi tổn thương cả. Mình hỗ trợ nhũ ảnh trong tầm soát ca vú. Trong trường hợp khối sẽ tuyến dày và vú có túi độ thì mình không thể chụp nhũ ảnh.
bạn không thể đem bệnh nhân đặt cái túi ngực, bạn đi bằng ép bệnh trình đúng không ạ? Ép xong bể cái là bạn rồi. Tại vì bệnh nhân có chống chỉ định chụp nhũ ảnh khi mà bệnh nhân đặt cái túi ngực ở trong cái ngực bạn ép xuống thì mà bạn chụp thì đâu có được. Các bạn có bao giờ quan sát một người mà đi chụp nhũ ảnh chưa? Chụp xong là không bao giờ ai chụp lại hết trơn ấy. Dữ dằn lắm người ta mới chụp lại, bởi vì nó ép cái mô cái vú. Mục đích của mình là gì? Trên lớp quen của mình là phải cái mô nó càng mỏng thì mình càng thấy cái mình ép dẹp lại, mình ép đến mức tối đa mà mình chụp tới 6 chiều thế, mỗi chiều thế mình đều ép, cho nên bệnh nhân khá là cao ha. Thì đối với cái bệnh nhân mà đặt túi ngực thì mình không thể ép ha. Rồi cái thứ năm là xếp loại bản chất của tổn thương là cái BRAC ha. Cái số 6 là đánh giá tổn thương ở phụ nữ không thuộc nhóm nguy cơ nhưng bệnh nhân đang cho con bú hoặc có thai. Còn nếu như bệnh nhân đang cho con bú hoặc có thai mà nằm trong nhóm nguy cơ cần đánh giá thì nên đi chụp MRI ha. Đối với bệnh nhân tiết dịch đau vú và viêm vú thì cũng có chỉ định làm siêu âm và hướng dẫn FNA vú, tổn thương ở vú hoặc là nắp ha. Thì cái hạn chế của cái siêu âm đó là chủ quan, thì siêu âm ở đâu cũng được chủ quan đó, thì kể cả ở vú cũng vậy, chủ quan của người làm siêu âm. Như vậy giải quyết bằng chuyện gì? Bằng cách là mô tả đầy đủ các tính chất, tức là trước khi bạn nói nó là vú sợi tiến thì làm ơn tả dừng là một cái cấu trúc phản âm kém giới hạn rõ, có vỏ bao tăng âm phía sau trục ngang, không chè ép song song với da, không, tức là nó có thể đè ép nhưng nó không co kéo những cái mô xung quanh, là mô tả hết. Mặc dù mình biết nó rất là dài dòng văn tự nhưng mà mình thấy cái gì mình tả cái đó, sau khi mình tả xong rồi mình hãy quyết định nó là gì rác máy, chứ đừng bao giờ mà không tả gì hết. Vị trí 1 giờ cách nấm mú 2 cm có cái bú sợi tiến nó rất quá rồi nhé. Mình đừng có lười, thí dụ mình lười quá không, mấy bạn mà đứng sau lưng mấy bạn nào mà học với tôi á thì thực sự là các bạn sẽ thấy tôi lười học, tôi đâu có, tôi lười đến mức không phải đến mức mà tôi có thể làm một cái bản word, một cái bản word về mô tả tổn thương. Tôi chỉ cần quay qua tôi nói với lại cái em thư ký là lấy cho chị cái thay đổi sợi bọc dạng u, là lập tức nó mở cái word đó qua, nó copy cái đó nó quăng vô trong cái kết quả. Và mặc nhiên tôi phải thuộc, tôi phải là người tạo ra cái bản đó, tôi phải thuộc. Và trên cái bệnh nhân này, cái cục tổn thương nó có đủ mấy cái tính chất mà tôi đã tả trong đó hay không, thiếu tính chất nào hoặc là dư tính chất nào thì xóa đi. Mình xóa đi thì mình khỏi phải lãng nhãng, mình đọc rồi mình cảm thấy mình lười. Nếu mà mình thấy mình lười, mình đọc hoài, mình lười mỗi miệng quá, bệnh nhân có nhiều tổn thương thì mình làm như vậy. Thật sự có một cái bản đó, nhưng mà không bao giờ tôi cho mấy bạn cả, tôi đã dặn nhân viên rồi. Mấy bạn có đúng đó, mấy bạn tôi xin chụp tôi cũng không cho, bởi vì rất là đơn giản. Mấy bạn phải tự mình tạo ra cái đó, mấy bạn phải đọc cái bài. Đọc cái bài mới moi được cái cần thiết bỏ vô trong đó. Chẳng hạn mấy bạn muốn tả thêm hemangioma, ok, mấy bạn tả vô trong đó. Nhưng hemangioma có chữ đáng phân biệt bên đây là cái gì? Bây giờ mấy bạn tả muốn thận cũng vậy, có phần đáng phân biệt bên đây là cái gì. Còn nếu như tôi tải mấy bạn lấy cái đó xong rồi mai mốt các bạn đâu có biết ý đồ với cái gì trong đó đúng không, thì mình cho nên mình về mình làm, mình có thể làm như vậy cho nó nhanh được vật nó dễ cho mình. Nhưng mà bắt buộc cái người làm cái đó các bạn phải thuộc, phải biết thêm bớt lấy ra ha. Máy và thiết bị, máy thì cần phải có độ phân giải cao. Độ phân giải cao là bởi vì những cái siêu âm ở vô tuyến vú của mình đó, người Việt Nam của mình thường là ngực nhỏ, không phải là ngực của giống như là người châu Âu hay châu Mỹ. Người châu Âu, châu Mỹ cái ngực rất là lớn, rất là to. Thì cái khi mà, tức là nó sẽ có sự phân biệt như vậy nè. Khi bạn là người Việt Nam thì cái mô vú nó nhỏ thì bạn ép nó cũng khó. Đưa như có máy ép nó cũng phải ép chụp nhũ ảnh á. Đâu phải là bạn ép là dễ đâu, ép cũng phải có cái độ dài nhất định. Chứ bây giờ nó không có cái gì hết, bỏ vô lấy gì đâu, ép hiểu không? Còn cái người mà nhưng bạn cần có thể có độ phân giải cao là bởi vì cái mô vú mình ít thôi, thì mình cần độ phân giải cao và độ tinh thấu nó càng len lén, nó càng làm thầm trời mốt thiên nha. Người ta mở cửa rộng ra, người ta vô mở gì đó rồi mở cửa mở được cái em kể nó đi. Cái mô vú nó nhỏ nó ít thôi thì mình không cần độ xuyên thấu nó quá cao, thì nhưng mà mình cần độ phân giải nó cao ha, nó không cần sâu. Bây giờ nó dư giả nhiều, trong trường hợp bệnh nhân bị can thiệp nhiều thì nó sẽ, hoặc là bệnh nhân bị máu tụ sau chấn thương phẫu thuật sinh thiết ha,
thì nó sẽ dễ có trường hợp viêm giả. Có nghĩa là qua thay vì cái tổn thương đó nó chỉ ở viêm rách 2 thôi, nhưng khi nó bị máu tụ vô thì nó sẽ đồng tích nó lên viêm rách 3. Chẳng hạn như một cái nang trống đơn thuần mình đánh giá à đây là cái nang không chồi không vách vẫn đang trống viêm rách 2, nhưng cái nang nó có nhiễm trùng, cái nang nó có sự va đập và cái nang đó nó bể hoặc là nó chảy máu bên trong lập tức nó lên viêm rách 3. Như vậy thì như vậy mình gọi nó là dương giả cao, có nghĩa là mình đẩy nó lên một cái viêm rách, mình cái viêm rách cao hơn so với thực tế của nó ha. Rồi âm giả là không phát hiện một số bệnh lý ung thư. Trên siêu âm tuyến vú nó có một cái điều đặc biệt là khi bệnh nhân được đánh giá là viêm rách không, không có nghĩa là lành tính, mà là viêm rách không có nghĩa là không phát hiện được gì mà cần phải kết hợp với lại các cận lâm sàng khác. Viêm rách không rất đáng sợ chứ không phải là viêm rách không là lành tính, nó xếp không tới 6, nhưng không không phải là lành tính. Không là có nghĩa là không thấy gì hết, nhưng cái vú thì nó không bình thường. Cái mô vú này nó làm tôi khó chịu lắm. Có nghĩa là có những cái ung thư vú ở dạng thâm nhiễm, ở dạng mô viêm. Mình nhìn vô cái vú hoàn toàn mình thấy nó không bình thường, nhưng mình không tìm ra được tổn thương, nhưng thực tế là ung thư. Thì nó là sẽ rơi vào cái trường hợp âm giả do hình ảnh tuyến vú không tương phản nữa ha. Rồi trong trường hợp tuyến vú to và di chuyển nhiều, có nghĩa rằng là không biết các bạn thấy sao chứ đối với tôi là bác sĩ làm siêu âm tuyến vú, video mà tôi nhìn ngực to tôi sợ lắm, không biết là ai thích ngực to, chứ tôi thấy bệnh nhân mà ngực to nằm xuống là hỡi ơi quay quay nhìn mấy đứa nhỏ nó trời ơi làm cái này mệt lắm luôn á. Bởi vì khi mà mình di chuyển cái đầu giò, cái mô vú nó cứ chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui, nó cứ đẩy đi khắp nơi, chứ đâu phải mình để cái dầu dò trên cái thành bụng lại trở thành bụng đâu. Cái mô vú nó chạy tới chạy lui chạy tới được, khả năng bỏ sót tổn thương của mình rất là cao. Bởi vì khi mình đang khảo sát bên đây nó đẩy cái tổn thương qua bên kia, và bây giờ mình khảo sát bên kia nó đẩy cái tổn thương nó ngược qua bên này, làm một cái vú nó rất là cực ha. Nhưng mà mình sẽ có cách để mình làm, chẳng hạn như mình dùng cái tay còn lại để mình chặn cái mô vú lại, hoặc là mình cho bệnh nhân nằm hơi nghiêng thì những cái mô vú nó sẽ trải đều ra hết, nó trải cái lớp mà mô vú chỗ mà dày á thì nó sẽ mỏng lại mà mình thấy ha. Thì đối với những cái hạn chế đó thì mình cần kết hợp nhiều phương tiện hình ảnh, có thể là cho bệnh nhân chụp phim nhũ ảnh, hoặc có thể là cho bệnh nhân chụp phim MRI nếu cho bệnh nhân trong cái trường hợp nguy cơ ha, hoặc mình cảm thấy nó không chắc tay thì mình có thể khảo sát lại. Bây giờ mình nói đến thiết bị và kỹ thuật. Thiết bị thì mình sử dụng đầu dò Line 7.5 MHz trở lên, đầu dò phẳng, và độ sâu khảo sát thì mình phải thấy được cái mô tuyến và cơ thành ngực, mình thấy được cái mô tuyến vú phía trên và thấy được cái cơ thành ngực phía dưới thì cái độ sâu này mới là chuẩn, mình không thể thấy ít hơn ở bên trên ha. Gan thì phải chỉnh chuẩn. Chỉnh chuẩn là gì? Mô mỡ dưới da của mình nó phải sáng vừa, không được đen. Bởi vì nếu nó đen quá thì nó sẽ làm cái tổn thương bên dưới nó cũng đen theo, và mình sẽ đánh giá sai cái tổn thương đó ha. Mình phải để cái mô mỡ nó ở xám thôi. Dùng tần tia đa, dùng tia đa hướng cross beam. Cross beam này nó sử dụng, đây là chùm tia bình thường của mình, và bên đây là chùm tia đa hướng của mình. Chùm tia đa hướng này nó sẽ giảm được những cái xảo ảnh ở đường bờ ở phía góc, và nó tăng cái đường bờ này rõ nét lên. Mình dùng cross beam, nhưng cross beam này có thể dòng máy nó có, dòng máy nó không có, mình sẽ tùy nha. Nếu mình có thì mình nên sử dụng ha, và mình kết hợp thêm với cái doppler màu. Thông thường mình sẽ sử dụng cái đầu dò từ 10 tới 12 MHz và đẹp nhất ha. Rồi cái cách khảo sát, mình sẽ cho bệnh nhân nằm ngửa hoặc là nằm chết. À, nằm chết rồi mình nói nó nằm nghiêng để cái mô tuyến vú nó trải ra, mục đích là vùng khảo sát càng mỏng là càng tốt. Bây giờ cái mô nó dày quá mình sẽ không thấy được hết cái mô vú ha. Hai tay thì đặt lên phía trên đầu để một lát mình khảo sát luôn hai cái vùng hố nách. Mình có thể khảo sát dạng hình nang hoa. Hình nang hoa là cái này ha. Hình nang hoa, hình zigzag hai mặt cắt, tức là hình lên xuống thì học zigzag qua lại. Tùy theo mấy bạn cái loại nào, mà thông thường tôi làm thì ba bốn loại rồi. Trên lúc mà khảo sát bệnh nhân á, tôi thường hay sử dụng nhiều loại mặt cắt lắm, tức là tôi thể khảo sát zigzag, tôi có thể khảo sát nang hoa ha, và thường mình sẽ đi theo chiều kim đồng hồ.
mình sẽ khảo sát theo chiều kim đồng hồ. Mình đừng khảo sát ngược chiều kim đồng hồ, thì thực ra là mình khi mình quen rồi thì mình khảo sát cứ ngày cũng được, không ai cản mình hết. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi là mình cũng đọc theo chiều kim đồng hồ. Mình đọc tổn thương mình sẽ đọc theo chiều kim đồng hồ. Rất khó chịu khi ai có đọc cái tổn thương là đang đọc từ 1 giờ, 2 giờ nhảy xuống 4 giờ tới 5 giờ, xong trở lại 3 giờ tới 2 giờ. Có nghĩa rằng là mình phải đọc theo chiều kim đồng hồ, và mình chia cái vú này theo đúng cái chiều kim đồng hồ, từ 12 giờ, à, từ 1 giờ cho tới 12 giờ ha. Thì mình đọc tổn thương mình sẽ đọc cái gì? Mình sẽ đọc là ở vị trí 1 giờ đó, cách núm vú bao nhiêu cm đó, bắt đầu với mô tả tổn thương. Và mình sẽ mô tả từ 1 giờ tới 12 giờ. Nhắc lại, đừng bao giờ đang tả tổn thương. 1 giờ chạy qua tả tổn thương 9 giờ, đảo ngược trở lại tả tổn thương 6 giờ hoặc là 4 giờ, người ta làm, mình làm cho người ta rối não. Và bản thân mình cũng rối một lát thì mình không biết là mình đang tả cái nào nữa ha. Tốt nhất là tả từ bên đây. Nhưng giả sử nó nằm giữa 1 giờ tới 2 giờ thì làm sao? Mình sẽ ghi mấy giờ? 1 giờ 15, 1 giờ rưỡi, 1 giờ 45. Ghi mấy giờ? Mình sẽ ghi là vị trí 1 tới 2 giờ. Mình sẽ lấy nguyên một khoảng đó luôn. Nếu nó không nằm ở 1 giờ, nằm không 2 giờ, mình sẽ lấy vị trí 1 tới 2 giờ. Mình chia cái đó, cái vú này, nếu mà chia cái đó là chia nhỏ ha, còn không thì mình bắt đầu chia lớn. Chia lớn ra, có nghĩa là mình chia cái vú này làm 4 phần. Mình sẽ đọc là 1 phần 4 trên ngoài, 1 phần 4 dưới ngoài, 1 phần 4 trên trong và 1 phần 4 dưới trong. Một cái tổn thương nằm một nửa cái vú trên luôn, cánh đọc 1 phần 2 trên. Phải đọc 1 phần 4 trên ngoài và 1 phần 4 trên trong có tổn thương gì đó. Không được đọc 1 phần 2 trên, 1 phần 2 dưới, 1 phần 2 ngoài, 1 phần 2 trong. Trong sơ nếu muốn không có 1 phần 2, chỉ được đọc 1 phần 4. Để khi mình càng xác định chính xác cái tổn thương, cái vị trí đó sau này, mình càng dễ theo dõi. Và bác sĩ lâm sàng, kế bên lâm sàng, khi mà bệnh nhân giơ tay lên, có người ngồi, có người khám ngồi, có người khám nằm, khi mà bệnh nhân giơ tay lên nó khép, nó không có trống, hiểu không? Cho nên mình đọc càng chính xác thì bác sĩ người ta rờ ở bên ngoài cái vị trí đó nó càng chính xác với cái tổn thương mình mong muốn. Bởi vì đôi khi hai cái tổn thương nó sát nhau, nhưng có một thằng ác một thằng lành. Một thằng mình rờ bên ngoài, bác sĩ rờ bên ngoài, đối với cái nào nên cái nào muốn rất khó. Thì ví dụ giống như cái nang với cái bú nó ở gần nhau thì mình phải xả tổn thương chính xác thì bác sĩ nói a 1 giờ thì là bú, còn gần 2 giờ thì lại là nang. Và mình đặt chung như vậy nó không biết ha. Hồi nãy bây giờ hình ảnh tuyến vú bình thường. Đầu tiên mình sẽ có gì? Mình vô khối sợi tuyến, tức là khối sợi tuyến vú của người phụ nữ nó chỉ ở đây thôi. Nó chỉ là một cái chỗ đám vừa dày vừa kém này hả, và nó ở đây thôi. Đây là lớp này là lớp da. À da. Đây là lớp mỡ trước tuyến. Nguyên cái bản anh kém này là lớp mỡ trước tuyến. Ở đây là lớp mỡ sau tuyến. Đây là cái cơ gần. Và đây là cái dây chằng cấp bơ. Thứ năm này là dây chằng cấp bơ. Cái dây chằng này nó quyết định cái ngực của người phụ nữ này lưng hay là sệ. Cho nên qua một thời gian thì cái sợi collagen này bắt đầu nó thoái hóa, thoái triển thì cái ngực người phụ nữ sẽ bị sệ xuống, chạy xuống, thì cái dây chằng này nó quyết định. À, cái dây chằng cấp bơ này nó nâng hai con ha. Còn cái mô mỡ sau tuyến này, mô mỡ sau tuyến này không phải ai cũng có. Chỉ có những người mập mập cái béo mới có. Còn những người bình thường ấm ấm thì cái mô mỡ sau tuyến này nó sẽ không có. Thì cái vị trí mô mỡ sau tuyến thì có người có, người không. Còn lại tất cả đều có giống nhau ha. Như vậy thì đây là cái hình ảnh vú bình thường. Mình nhìn bình thường ha, để một lát nữa mình nhìn bất thường mình biết. Đây là hình ảnh tuyến vú ở người trẻ. Ở người trẻ mình sẽ thấy mô sợi tuyến nó là dày. Mô sợi tuyến nó dày ha. Ở đây đo được là khoảng 18 mm ha. Đo xuống đây thì cái mô sợi tuyến nó bắt đầu mỏng dần. Và ở người già cũng bắt đầu nó mỏng nữa. Thì khi và trên siêu âm đôi khi các bạn hay đọc là thoái hóa mỡ, có nghĩa rằng là sao cái người mà người ta mãn kinh rồi cái mô tuyến này nó mỏng đi và nó chen vào đó là mỡ, nó không còn mô tuyến nữa ha. Đây là mô tuyến bình thường ở các giai đoạn ha. Đây
đây cũng là vô tuyến luôn ha, nhưng mà nó còn lại lớp mỏng mỏng le mỏng lép ha, mỏng manh đó ha. Đây mình sẽ coi đây là cái nếp, sorry, đây là cái nếp mà bắt đầu nó qua đây, tức là cái mô sợi tuyến của mình không phải chỗ nào 100% tức là nguyên một cái mô nó đều dày như vậy, nó có sẽ những cái chỗ mỏng, đó là cái phần đuôi vú, cái phần đuôi vú đi thì nó chỉ còn là cái lớp mỏng như lúc đầu thôi, càng kéo về dần đây. Đây là cái này là mình rất là dễ làm ha, có thể mình làm nó cũng thương, nhưng đây là cái núm vú ngay chỗ này. Khi mà các bạn mới làm siêu âm bạn không quen, bạn kéo tới cái vùng núm vú mà bạn lỡ đè cái tay mạnh xuống thì cái núm vú nó sẽ đè ấn xuống dưới và nó có một cái cấu trúc phản ứng kém đi như một cái tổn thương của cái vú sợi tuyến, nhưng nó không kém bằng vú sợi tuyến, nó kém thì nó kém mật độ trung bình ha, thì mình để ý. Đây là cái mô hả, tức là khi mà mấy bạn đã từng đi thực hành rồi, mấy bạn sẽ đứng, mấy bạn coi chân tướng vú rất là chóng mặt, đúng không, nó khó chịu lắm, bởi vì nó không có hình ảnh 3D như trong bụng mình coi cái da cái hồng cái nào nó ra cái nét, còn cái mô tuyến nó cứ kéo dài như vậy. Và chỉ có người bác sĩ mới biết mình đang làm tới đâu, còn mọi người giờ cứ thấy ở mô sợi tuyến nó cứ kéo dài ha, rất là chóng mặt. Rồi cái này cũng là mô sợi tuyến, các bạn thấy cái mô mở trước tuyến vị trí này gần như không có luôn, nhưng mà nó vẫn có nè, đây là cái mô tuyến của nó, đây là cái mô tuyến của người trẻ đang trong cái giai đoạn phát triển, trong giai đoạn sinh, giai đoạn đặc biệt là sản phẩm viết nó rất là chỉ có đặc trưng à, cái mô tuyến là như vậy ha, cái này cũng vậy, đây là cái mô tuyến, đây là cái mô tuyến mà các bạn nhìn kỹ cái mô tuyến này. Mô tuyến này là mô tuyến không đồng nhất. Nãy giờ các bạn coi cái mô tuyến phản ứng dày kia là mô tuyến đồng nhất, và mô tuyến này là mô tuyến không đồng nhất ha. Còn đây là ở bệnh nhân mãn kinh, đúng không, bạn tìm được mô tuyến ở đâu? Đây là đây đúng không? Đó nó chỉ còn một cái lớp mỏng gần như là mô mỡ hết, mô mỡ hết. Còn cái kia là mô tuyến ha. Đây là cái lớp cơ ha, lớp cơ. Và các bạn để ý ở vị trí mình siêu âm tuyến vú nha, mình siêu âm tuyến vú thì nó có cái mình cần phải để ý, phải nhận diện ngay từ đầu để coi cái mình tỏ không, đó là các xương sườn. Bởi vì mình siêu âm tuyến vú là khi mà mình cắt ngang á, mình sẽ thấy những cái đoạn xương sườn nó liên tục với nhau, từng đoạn nó có khoảng cách đều đặn ha, mình sẽ thấy được những cái xương sườn cắt ngang ha, thì mình để ý để không mình lại nghĩ đó là tổn thương nữa. Bây giờ mình đi đánh giá độ dày của mô tuyến. Mình nói thì mình sẽ không hiểu, thì mình sẽ coi cái hình, cái hình nhũ ảnh ha, hình MRI để mình coi nè. Đầu tiên mình sẽ có gì? Hình số 1 chủ yếu là mô mỡ. Khi mình chụp lên mình sẽ thấy như vậy ha. Và đây là mật độ sợi tuyến rải rác. Và cái dạng thứ hai, dạng thứ ba là mô mật độ mô tuyến đặc và không đồng nhất, và mật độ số 4 là vô cùng đặc. Thì hai cái đứa này là hai cái đứa dễ bỏ sót tổn thương nhất trên siêu âm lẫn trên nhũ ảnh, bởi vì nó lẫn ở trong cái mô tuyến này. Hai cái này là hai cái dễ dàng nhận diện ra tổn thương nhất. Ví dụ nó có tổn thương này, nó phản ứng dày sáng lên chỗ này thì mình thấy một cục, còn bây giờ nó nằm lẫn vô trong đây, tức nó chỉ cần thay đổi cái mật độ một tí xíu thì mình sẽ không nhận ra. Có nghĩa là thay vì nó sáng nó dày lên, nó trắng lên, thì bây giờ nó cũng trắng lờ mờ giống như vậy, nó lẫn vô trong mô tuyến đó. Thì người ta xếp loại cái thằng đặc và đặc không, vô cùng đặc này rất dễ dàng bỏ sót tổn thương nha, mình phải cẩn thận vào hai cái đó. Bây giờ mình sẽ nói tới khối sợi tuyến đồng nhất, có nghĩa rằng là ở đây mình sẽ coi bên đây là chủ yếu là mô mỡ ở người mãn kinh, nhưng cái độ mà sợi tuyến này nè, bạn thấy nó vẫn là đồng nhất, nó vẫn đồng nhất, tức là nó chỉ có một màu thôi. Bên đây cũng vậy, nó vẫn là đồng nhất ở người trẻ, ở người mãn kinh ha, nó đồng nhất là hình nó như vậy. Và khi mình nhìn qua bên đây thì mình thấy rõ ràng là nó không đồng nhất ở người trẻ đây ha, bắt đầu nó hỗn loạn, vừa dày vừa kém, thì dày vừa kém, ở đây chủ yếu là kém và xen kẽ dày, ở đây cũng vậy. Thì khối sợi tuyến này không đồng nhất thì mình cũng có thể ghi nhận họ là không đồng nhất khối sợi tuyến đó. Và cái này thường nó sẽ rơi vào trường hợp thay đổi sợi bồng không tạo, nó tạo mảng, nó sẽ làm những cái nguồn không đồng nhất và nó tạo ra những cái mảng. Mình nói nó là u thì nó không phải, bởi vì thực tế khi mình nhìn vô trong đó nó vẫn là cái mô tuyến thôi,
nhưng mà nó không đồng nhất, nó có chỗ dày, chỗ kém. Thì cái chỗ mà bác sĩ mà người ta sờ được bên ngoài đó là cái mô mà giống như mình nói, nó từ dân gian không dụng của mình gọi là sượng nha, là vị trí nó bị sượng lên. Thì đây là khối sợi tuyến không đồng nhất, và những ở những người này thì người ta sẽ rất là đau, người ta sẽ là đau vú, người ta có thể đau khi hành kinh hoặc đau khi trước hành kinh hoặc là đau miết, đau hoài, đau tới nỗi mà người ta không dám chạy xe, bởi vì chạy xe nó tưng lưng cũng đau. Nói tóm lại, cái đau của cái khối sợi tuyến không đồng nhất trong thay đổi sợi bọc nó rất là đa dạng, và thường cái đau này họ sẽ đến khám với mình nhiều hơn là cái cục u mà không đau. Nhưng mà xui quá, ung thư vú nó không đau. Ung thư vú khi bệnh nhân leo lên giường nằm, bệnh nhân cởi cái áo ra, bị lở loét ở ngoài da mà nhìn thấy máu chảy và màu này luôn, cái màu mà gọi là mình nhìn thấy là giống như cái vết thương hở của mình chảy máu, nhưng bệnh nhân vẫn tỉnh bơ, khỏi đau không? Không hề đau. Chính vì không hề đau cho nên người ta đến với mình rất là trễ, và thường đến với mình là di căn. Đó là lý do tại sao là mình siêu âm mình không thể phát hiện được sớm, bởi vì người ta có đau. Mà không có đau đời ngộ lắm, cái đau nhí nhí vậy chạy liền à, đau một chút cái bỏ chạy. Còn có những người người ta phát hiện ra cục u khoảng 4-5 tháng người ta không đau, thế là người ta không đi. Và khi người ta đến với mình rồi thì mình thấy nó tại quậy ha. Bây giờ mình nói đến các biến đổi lành tính. Mình sẽ có 4 loại. Mình sẽ có nang, giãn ống tuyến vú, thay đổi sợi bầu và nữ hóa tuyến vú. Cái này gọi là biến đổi lành tính, không phải là bệnh lý lành tính. Tức là trong quá trình phát triển của cái người phụ nữ thì nó có thể thay đổi theo thời gian, theo chu kỳ sinh lý, thì nó có thể có nang, có giãn tuyến vú, có thay đổi sợi bầu, có thể là có nữ hóa tuyến vú là ở nam nha, các bạn nữ nha. Nữ thì không có nam hóa tuyến vú nữa ha. Đó, thì gọi là biến đổi lành tính. Đầu tiên là mình nói tới nang. Thường lâm sàng là khoảng từ 35 đến 40 tuổi, và thường ở mệt kỳ mãn kinh là sẽ tự đầm nó biến mất. Nó có thể là ở một hoặc là hai vú, hai bên luôn. Nó không đau trừ trường hợp nang lớn nhanh và có biến chứng, có nghĩa là biến chứng nó nhiễm trùng hoặc nó lớn nhanh nó gây căng tức thì nó sẽ có biến chứng đau ha. Về bệnh học của nó chỉ là một cái túi chứa đầy chất dịch. Và nó phát triển ở giữa cái mô tuyến vú, giữa cái những cái mô này, đây nhìn là cái mô thì nó phát triển giữa cái mô tuyến vú thôi ha. Nó có thể là dịch đỏ hay dịch vàng khi mà mình hút ra. Bây giờ mình nói tới hình ảnh siêu âm nang thì nó có rất là nhiều loại, và mình bắt buộc mình phải chia loại, có nghĩa là mình chia virus 2 hoặc virus 3. Đối với trường hợp virus 2 là có những cái nang hiển hình trong không tròn, không vách, không có gì bên trong cả, hoặc là nguyên một cái chùm nang, tuy là nó nhiều nang nhưng nó kết hợp nhỏ lại với nhau như vậy, nhưng về bản chất nó vẫn là nang điển hình. Đó là nang virus 2. Nhưng khi nang bắt đầu có cái gì đó bên trong, bất kể là cái gì, hình ảnh gì, nó có thể là dịch hoặc là nó có thể là cặn hoặc nang bọc sữa gì đó, thì nó chỉ cần không còn là nang điển hình nữa thì mình phải đánh giá nó là virus 3. Nang này phải là nang virus 3. Và trên đánh giá của virus thì virus 3 là có khả năng 50 là lành tính và 50 là ác tính. Thì cái nang này mình phải theo dõi, ví dụ nó có cái chồi thì phải xem cái chồi là cái gì, nó đặt như vậy thì đặt ở trên thời gian hay là đặt cái gì. Nó tóm lại là mình sẽ đánh giá virus, và virus của mình nó không chỉ ở virus đó để nó ở đó suốt đời, có quá trình theo dõi, và khi quá trình theo dõi nó ổn định thì mình phải hạ virus nó xuống. Hoặc là cái khối tổn thương mà nếu mà nó có, nó đang ở virus 3 thì mình có thể hạ tổn thương bằng cách là mình cho xem đàn hồi để mình đưa nó lên thành virus 4, hoặc mình hạ nó xuống là virus 2. Tức là mình cái hạt đàn hồi trong cái sinh tuyến vú này nó có thêm cái giá trị đó, tức là mình sẽ đưa virus hoặc hạ virus. Còn cái siêu âm này cũng vậy, sau một khoảng thời gian đó nó cố định như vậy, mình đánh giá virus 3, nhưng mà mình theo dõi 6 tháng, mình theo dõi 1 năm nó vẫn như vậy thì mình sẽ hạ virus nó xuống. Hoặc là virus 3 nhưng mà đã làm SNA rồi thì nó là nang bọc sữa thì mình hạ virus nó xuống, mình phải hạ nó xuống chứ không phải mình cứ để nó hoài hoài để nó mình nó bạ bạ sự tình cũng được, nhưng mà có điều gì là ta không theo dõi gì hết nha. Đây, đối với nang vú xuất huyết và nang vú nhiễm trùng, tức là cái hình dạng của nó còn ghê gớm hơn hình kia nữa. Nó vừa có cái sợi fibrin, nó có vừa có cái cục máu đông, và xung quanh nó có những cái gì phản ứng kèm theo viêm hoặc là
dày mô mỡ, thâm nhiễm mô mỡ xung quanh lên thì mình sẽ đánh giá nó ở nang virus 3, virus 4 tùy theo 3 hay 4 là đến lúc mình học cái bản virus để mình học đánh giá cho đúng ha. Có thể là nó là virus 3 thôi, nhưng bây giờ tôi thấy của bây giờ tôi bỏ màu vô cục này nó có bắt màu, nó giống như có cái gì nuôi đó, thì tôi nghĩ là virus 4 không sao cả ha. Rồi nhưng mà nó cái dạng ống tuyến thường là ở người 40 cho tới 45 tuổi, có thể có kèm với tiết dịch hoặc không có tiết dịch. Thường nếu như bệnh nhân không có tiết dịch đó thì mình sẽ phát hiện một cách tình cờ, có nghĩa là bệnh nhân đi kiểm tra mình thấy giãn cái ống tuyến ở độ tuổi này, không phải ở độ tuổi nữa mà là bệnh nhân đang không cho con bú, đang không có thai mà ống tuyến giãn thì phải thích lực. Thông thường cái ống tuyến bú của mình đó phải dưới 0,8 mm thì mình dưới nước trên thì mình có thể tích cực giãn ống tuyến. Giãn có trong nhiều trường hợp lắm, giãn sinh lý hoặc là bệnh nhân uống thuốc. Có một số cái loại thuốc dạ dày sau khi mà bệnh nhân uống tầm 2 tuần thì bắt đầu nó tiết dịch nó bú. Mình thấy tiết dịch, bệnh nhân tới vì tiết dịch thì mình sẽ hỏi là dịch gì. Nếu như dịch chỉ như là dịch sữa, dịch gì thì mình không cần phải ghê gớm lắm, mình hiểu không? Nhưng mà khi mà bệnh nhân nói là cái dịch của tôi nó có lẫn màu máu trong đó phải thông tin, tức là nghĩa là mình phải kiểm soát cắn ống tuyến vú giãn này kỹ lưỡng hơn, khảo sát từng ống một để coi nó có trộn có bạch bên trong hay không. Đừng nghĩ mình thấy giãn ống tuyến vú như vậy là mình thấy dễ khảo sát, không có. Khi bệnh nhân có giãn ống tuyến vú là bác sĩ siêu âm còn mình hơn nữa là bởi vì phải coi từng cái ống ở bên trong nó giãn một cách trống trải hay nó có cái gì, và khi nó có cái gì thì nó là cái gì, nó là rồi hay là chỉ là cặn lắng bên trong thôi. Mình phải làm cái biện pháp để mà cần biện pháp ha. Mình sẽ có giãn cái ống tuyến, và thông thường giãn cái ống tuyến mà mình thấy giãn mà giãn lành tính nó sẽ giãn theo cái kiểu là mình thấy cái miệng núi lửa không các bạn. Miệng núi lửa thì cái ống tuyến mà nó sẽ tụt lại lên trên cái vị trí của núm vú ha, nó tỏa đều ra hai bên, nó không thể giãn cư trú. Đây mình có giãn cái ống tuyến, hồi nãy bên đây mình thấy giãn ống tuyến thì coi một cách tương đối là bên trong nó vẫn còn trống trải không có gì ha. Và bên đây bắt đầu mình sẽ có bắt đầu bên trong nó có những cái chất này à, thì mình sẽ nhiệm vụ của mình là cái gì đây trong đây ha. Mình sẽ phải coi cái khối này ở trong đây nó là cặn sữa nó đóng lại hay là dịch rồi thờ tế bào nó tới nó đóng lại, hay là cái này là cái tròn, thì mình phải khảo sát từng ống một rồi kết hợp với bệnh nhân xem là có thể hoặc là có thể tiết dịch máu mủ hay không ha. Một cái thay đổi lành tính nữa là thay đổi sợi bọc. Tại sao tôi cười cái thay đổi sợi bọc? Bởi vì hồi trước khi mà tôi bắt đầu đi học á, tôi vô tôi hoang mang lắm. Thay đổi sợi bọc, cái gì cũng thay đổi sợi bọc. Như hình ảnh này bác sĩ cũng thay đổi sợi bọc, một lát qua hình ảnh kia cũng gặp thay đổi sợi bọc, rồi không có cái gì cũng nói là ê cái lượng thay đổi sợi bọc cho tôi đi, cũng không biết tại sao thay đổi sợi bọc. Các bạn đứng sau lưng bác sĩ các bạn sẽ thấy thay đổi sợi bọc, nhưng mà tại sao thay đổi sợi bọc, bạn đâu biết tại sao thay đổi sợi bọc. Thay đổi sợi bọc thường nó phải kèm với lâm sàng, hồi nãy nói rồi, phải có chữ đau trong đó. Bệnh nhân phải đau, dù đau ít đau nhiều, không đau xuyên suốt thời gian thì cũng phải đau trước khi hành kinh, hoặc là đau sau khi rụng trước, hoặc chỉ là đau giữa chu kỳ phải có đau. Và tùy theo mức độ đau có thể bệnh nhân chỉ cảm thấy hơi đau, nhưng có người xin lỗi nha, chạy xe dằn cái ổ gà muốn khóc luôn á, là bởi vì nó rất đau, bệnh nhân đi cũng nó đau nữa ha, thì đó gọi là thay đổi sợi bọc lâm sàng sẽ có đau. Cái thay đổi sợi bọc này mình cần phải nhận ra nó rất là quan trọng là bởi vì sao? Vì khi mà mình có cái thay đổi sợi bọc á thì cái mô tuyến nó rất kém đồng nhất, nó không đồng nhất, nó lẫn lộn trong đó và mình rất khó phân biệt với ung thư tuyến vú. Ung thư tuyến vú mà các bạn thấy được ở trên lâm sàng, trên siêu âm các bạn thấy một cái khối đó thì nó quá dễ, không có gì phải bàn cãi cả. Ví dụ thấy một khối phản ăn kém với đầy đủ cái tiêu chuẩn ác tính như vậy, mình đánh nó lên virus 4 hoặc virus 4A, 4B, 4C gì đó là mình đã nhận diện ra được rồi. Nhưng cái thể loại mà nó lẫn ở trong cái carcinoma chạy trên lại cái thay đổi sợi bọc này là cái thể loại nó nằm lẫn bên trong mô tuyến, nó không tạo khối, nó được ung thư không tạo khối, tức là mình nhìn vô nó như cái mô tuyến mình mới có thể nhận diện được là nó có đóng vôi trong ống à, chỗ này rõ ràng nó có sượng hơn,
nó có cứng hơn một cái mô vú bình thường, chứ không phải là nó mềm mại ha, thì thế này. Và cái thay đổi sẹo bọc nó có thể là nơi phát triển của ung thư. Thường là mình sẽ thấy ở trên cái khối của ung thư mình bóc ra cái vị trí đó, thì nó có khoảng từ 10-12% nó kèm cái thay đổi sẹo bọc bên trong đó. Xin lỗi, khoảng 60-90% nó kèm cái thay đổi sẹo bọc và ung thư, nó lẫn lại với nhau. Có nghĩa rằng là cái khối mà mình bóc ra, mình mổ phô tuyến ra cái chỗ vị trí ung thư đó thì nó kèm thay đổi sẹo bọc. Cho nên vai trò của cái người siêu âm nằm ở trong cái vị trí đó. Ví dụ như ngay chỗ đó mình thấy rõ ràng là nó không bình thường, mình không tạo khối, nó không tạo u, nhưng nó không điển hình là cái thay đổi sẹo bọc một cách bình thường, thì bắt buộc mình phải đề nghị thêm. Mình đề nghị thêm là mình phải làm thêm cái nhũ ảnh để xem chỗ này nó có vi phôi hóa mà trên siêu âm mình chưa thấy hay không, và cái vi phôi hóa này nó sắp xếp như thế nào. Mình khảo sát cái học ha, bệnh học, bởi vì nó có nhiều loại bệnh học và nó phân biệt theo độ tuổi. Cho nên đó là cái việc mà các bạn cảm thấy của tại sao thay cũng thay đổi sẹo bọc, nhưng mà một khúc á thì mình thấy nó rõ ràng là một cái u. Bác sĩ đặt viên gấp 3 để thay đổi sẹo bọc, một lát nữa thì người khác vô á thì mình lại thấy à cái này mô tuyến vú không đồng nhất thôi, 1/4 trên ngoài thôi, mình đọc thay đổi sẹo bọc. Rồi một người vừa lẫn 2-3 thứ rải rác có khả năng kém, mình cũng thay đổi sẹo bọc. Và bởi vì nó có tới 3 giai đoạn phát triển của cái thay đổi sẹo bọc, tức là từ 30-35 tuổi thì nó sẽ thông thường, nó sẽ phát triển nó 1/4 trên ngoài và nó tạo thành một dạng khối lớn giới hạn không rõ từ 2-10cm cũng hết cái mô vú rồi, đúng không? Nó nằm ở 1/4 trên ngoài của cái vú hồi nãy mình chia làm tư, thì nó nằm ở vùng 1/4 trên ngoài là cái vùng gần cái mắt á, thì xui quá ung thư nó cũng thường hay nằm ngay vị trí đó. Ung thư vú nó thường hay nằm vị trí 1/4 trên ngoài, và thay đổi sẹo bọc nó cũng nằm ở 1/4 trên ngoài, nó thường nằm ở 1/4 trên ngoài ha. Và ở độ tuổi 35-45 thì nó gồm có hai loại, là cái loại hóa sợi này và cái loại bệnh bọc, tức là hai cái này cộng lại nó trộn lẫn, nó vừa có những cái khối giống như mô tuyến không đồng nhất mà nó có những cái tổn thương phản ánh kém nằm xen lẫn ở bên trong đó. Thì từ 45-50 tuổi thì thường nó sẽ tạo thành bọc, rồi nó thay đổi sẽ bọc rồi. Đầu tiên nó phải hóa sợi, sau đó nó mới thành bọc. Cái từ nó rất là thẳng thớm, đường đi của nó thay đổi sợi bọc, tôi thay đổi thành sợi rồi thành bọc, được không? Cái thằng này nè, cuối cùng nó thành bọc, thằng này là sợi, cái này là giai đoạn giữa sợi và bọc, và cái giai đoạn này là giai đoạn bọc. Thì từ 45-55 tuổi thì những cái thay đổi sợi bọc này nó sẽ tạo ra những cái khối phản em kém và nằm lẫn ở trong mô vú, và nó sẽ được phân biệt với lại cái vú sợi tuyến ở cái vị nó có vỏ bao hay không có vỏ bao. Bởi vì thay đổi sợi bọc bản chất của nó là mô tuyến vú, nó không phải là một cái tổn thương, thì nó không thể có cái vỏ bao ở bên ngoài như cái vú sợi tuyến được. Cho nên lại có thêm cái từ là thay đổi sợi bọc dạng giả u, nó giả u chứ không phải là u thật. U thật nó sẽ có vỏ bao, còn cái này nó giả u, nó tạo như một khối u nhưng nó không có cái vỏ bên ngoài, được không ạ? Đã nói rồi, học cái bài siêu âm vú xong là không ai dám làm siêu âm vú hết á, tại vì nó rất là nhiều loại và nó rất khó phân biệt với nhau. Nên bây giờ nhìn coi cái hình đi rồi sẽ biết. Bạn nhìn đầu tiên cái hình bên đây trước đi, đây là cái ung thư trong ống, đây là cái hình ảnh ung thư ở trong ống tuyến, không tạo u. Và bạn nhìn xem các thay đổi sợi bọc này có phải nó rất giống nhau không, giống y chang luôn. Bởi vì con có thì nó hỏi quá trời hỏi, nó đâu có biết đâu, đúng không? Đây là thay đổi sợi bọc, 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 xuống đây ung thư trong ống không tạo u, nó cũng giống y chang vậy. Như vậy việc của mấy bạn là gì? Việc của mấy bạn là phải làm sao để cho tôi biết được cái cục này là cái gì, là cái gì, được không ạ? À? Như vậy thì tổn thương thì nó có đạo không? Ung thư này không đau, nhưng ung thư dạng viêm thì lại đau. Ung thư dạng viêm, cho nên khi mà cái ung thư dạng viêm đến với mình là bệnh nhân chết chắc. Tại vì trước đó người ta sẽ nghĩ đây là viêm vú,
không ai nghĩ là ung thư cả, bởi vì nó quá hiếm. Khi nó quá hiếm thì lần đầu tiên bệnh nhân tới với mình, thậm chí lần thứ hai, lần thứ ba mình vẫn nghĩ trong não của mình đây là một cái viên vú thôi, và mình điều trị họ như một cái viên vú, mà viên vú sao quá dị quá, uống thuốc hoài không có tác dụng gì hết. Và khi lúc mà mình nghĩ đến cái việc đây là một cái ung thư vú dạng viên thì nó đã đi cũng đã mấy tháng rồi. Mấy bạn hiểu cái ung thư vú dạng viên không? Hiếm nhưng rất độc, cái thứ hiếm cho nên mình không nghĩ ra, mình không nghĩ tới trước tiên, mình không nghĩ tới trước tiên thì nó độc ha. Rồi bây giờ mình nói tới nữ hóa tuyến vú ha. Nữ hóa tuyến vú thường xảy ra ở hai giai đoạn, một là dậy thì, hai là tuổi già, do sự mất cân bằng giữa cái estrogen và cái androgen, có thể là do sử dụng thuốc hoặc là các khối u về vỏ thận, hoặc là bệnh xơ gan, hoặc là bệnh nhân hút thuốc lá hay gì đó ha. Bây giờ mình dành hai thứ ha, mình dành để mình phân biệt đâu là nữ hóa tuyến vú nha. Mình nhìn một cái anh dưới đây trước, à tập gym 6 múi, đẹp trai, cao to, 6 múi, cơ ngực đồ, rất rõ ràng ha. Còn bạn trên đây cũng gồng lên, nhưng hai cái vú nè, thấy không? Nó có cái chúng ở dưới nè, các bạn thấy không? Ở đây đâu phải cơ ngực đô đâu, đâu phải cơ ngực đô mà là nữ hóa tuyến vú rồi. Được không ạ? Tức nghĩa là khi bạn nhìn vô cái người, khi mà bệnh nhân tới với mình, bệnh nhân nam tới với mình với chẩn đoán bệnh nhân thường nữ hóa tuyến vú, bệnh nhân sẽ đau nhé. Tức là người nam nó có thể bị một bên hoặc là hai bên. Tự dưng người ta thấy một cái ngực của người ta nó hơi nhô lên, hơi lú lú lên, người ta đau, thì người ta tới với mình, khi người ta cởi áo ra thì đầu tiên mình phải khám, mình nhìn vào con mắt của mình trước mà ha, thì mình sẽ thấy người ta sẽ chứng một chứng lên trên như vậy. Còn có khi là bệnh nhân đô lên như vậy ha, thì đây mình sẽ thấy nè, thông thường đây là cái mô tuyến của cái người nam mà leo lên siêu âm, mình chỉ thấy mô mỡ cơ ngực, ngoài ra không có gì cả. Nhưng khi nữ hóa tuyến vú lên lập tức nó có một tí mô tuyến liền, nó khoảng 1-2mm hoặc 3mm, nhưng mà ở dưới cái nấm vú nó sẽ có mô tuyến ha, để mình thấy. Tại sao mình phải phân biệt cái này? Ngày nay thì ít thôi, nhưng trước đây khoảng hơn 10 năm thì có khả năng rất nhiều bác sĩ cho bệnh nhân đi vô mổ để bóc cái mô mỡ thì ra họ không phân biệt được bệnh nhân béo phì bị động mỡ hay là bị nữ hóa tuyến vú. Nhất là bé đứa con trai nhỏ nhỏ mà nó lớn nó bị béo phì á, khi mà nó chơi nó nhẹ cà tưng mà thấy cái ngực nó cũng to, nó cũng bự á, thì có hồi trước đây á, khi mà siêu âm chưa phát triển dữ dội như hiện nay á, người ta rất dễ dàng chẩn đoán nhầm giữa cái mô mỡ bên dưới tuyến và nữ hóa tuyến vú và đem vô đi mổ. Và thực tế cái này cũng chẳng cần gì phải mổ cả ha, tại vì thứ nhất là không có mối liên hệ giữa nữ hóa tuyến vú và ung thư vú. Ở nam có ung thư vú không phải không có nha, ở nam có ung thư vú mà tỷ lệ nó cũng hiếm thôi, không phải là không có. Bây giờ mình nói tới tổn thương viêm và áp xe. Mình sẽ có các nguyên nhân, nếu xét về nguyên nhân thì mình sẽ có nguyên nhân nhiễm trùng và không nhiễm trùng. Không nhiễm trùng thì cái yếu tố thuận lợi của nó là gồm nó giãn ống tuyến, chấn thương, hoặc là bệnh nhân bị bệnh lý ác tính là bệnh nhân ca vú dạng viêm. Ca vú dạng viêm thì nó cũng có tình trạng viêm hiếm, tiên lượng xấu ha, và nó không nhiễm trùng. Còn nhiễm trùng thì nó có thể là yếu tố là nang bã nè, giai đoạn tàu sữa nè, bị núm vú nó bị tụt núm vô trong á, tức là đây là cái núm vú nó tụt núm ha, núm vú này nó tụt núm vô trong. Thì cái này khi mà bệnh nhân tới với mình siêu âm, bệnh nhân cởi áo ra mà mình thấy được cái núm vú tụt vô thì không, mình phải hỏi liền, anh em cũng rất mình hỏi liền là cái núm vú này tụt từ hồi nào. Nếu như bệnh nhân nói là từ trước giờ thì thôi không sao cả, còn nếu như bệnh nhân nói là nó mới tụt đây ha, là có vấn đề. Nếu mà nó mới tụt đây là mình phải kiểm tra nhé, mình phải kiểm tra kỹ, bởi vì một trong những dấu hiệu ung thư vú nó nằm ở vị trí này, có nghĩa là nó kết tụt cái núm vú vô bên trong, và cái này thì bệnh nhân mới bệnh mới phát hiện. Còn trước đây người ta cái dạng núm vú mà ta tụt vô bên trong thì không có vấn đề gì ha. Và cái tuyến này Montgomery là cái tuyến này xung quanh cái lỗ này nè, có mấy cái tuyến xung quanh này ha, thì nó có thể bị tắc nghẽn. Thì nếu mà ở giai đoạn tàu sữa thì mình sẽ có nhiễm trùng, thể loại của nó là viêm tắc tia sữa. Nếu vú lộn thì áp xe ngay dưới vùng vú, nó gây ra áp xe ngay dưới đây ha. Còn hai cái này cũng vậy, nang sữa hoặc nang không điển hình, không nang đi rác ba đó. Rồi không nhiễm trùng thì mình có giãn ống tuyến, mình thấy nó giãn ống tuyến nhưng cái ống tuyến nó không có giãn đều nữa mà nó sẽ bị viêm xung quanh. Mình vô cõi thành luôn ha.
mình sẽ có viêm viêm mặt áp xe thì lúc nào cũng vậy hết, phải có hiện tượng là đỏ, đào, sừng. À, thì cái ống tuyến của mình ở đây, ống tuyến của này là ống tuyến của mình nó bình thường, nó giãn ha. Còn đây là khi ống tuyến nó giãn và nó kẹp viêm thì nó có thâm nhiễm cái mô xung quanh. Thì trên siêu âm của mình, thâm nhiễm mô xung quanh hay thâm nhiễm mô mỡ có nghĩa rằng là cái mô xung quanh nó bị phản âm dày lên, nó dày lên ha, nó không có động màng, nó không có smooth như bên đây nữa ha. Rồi mình sẽ thấy đây là cái mô nó thâm nhiễm lên và dịch nó len lỏi bên trong mô mỡ trước khi nó cũng bị phản ứng, nó thâm nhiễm giờ. Thì nếu mà các bạn thấy người ta thâm nhiễm mô mỡ trong ruột thừa, thâm nhiễm mô mỡ xung quanh thì nó cũng là hình dạng này, những cái mô mỡ mặt treo nó cũng dày lên, nó bình thường nó sẽ lan kén nhưng mà nó dày lên nha. Mình sẽ thấy bên ngoài nó sẽ có dày da nữa ha, da này, da nó bị phản ứng dày lên, hay còn gọi là gì, phù nề, cái dịch đang ở bên trong ha, đây là áp xe ha, đây là áp xe vú, nó tạo thành những cái khối lớn và nó có thể lên tới bề mặt da. Và đôi khi cái hành động mà siêu âm của mình á, kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại, cái lát nó bể, nó chảy mũi. Tôi từng làm rồi, bé nó có mười mấy tuổi, không biết sao mà nó bị áp xe. Áp xe vậy nè, lúc mà mình siêu âm mình thấy nó bình thường, nó bước xuống một cái, ta nói hả, nó giống như giò nước mà mình mở ra vậy đó. Tại vì nó bị mòn ở trên đây nè, bị mòn nè, là cái hành động mà siêu âm của mình để mình kéo vậy nè, thì nó mài mòn chỗ này. Khi mà bệnh nhân đứng xuống dưới thì nó tăng áp được cái chỗ mỏng này, nó đổ lên. Trời ơi, nguyên một cái sắp giấy siêu âm mà tập lên cho nó giữ lại để nó đi đâu. Nó đi qua bên phòng tiểu phẫu nó rửa vết thương nó và làm gì, nhét mép vô. Chứ cái này làm sao mà rửa, bạn nghĩ cái này rửa làm sao? Có nghĩa là những cái tổn thương này quá lớn như vậy, người ta sẽ rạch ra, đúng không? Và người ta rửa trong đó, ta nhét mép vô, từ từ nó lại lên ha. Rồi, lao vú. Nó có thể liên phát hoặc thứ phát, có nghĩa là tại vú mà nó từ chỗ khác tới, lao chỗ khác tới ha. Triệu chứng thì nó rất là giống áp xe, nhưng mà nó tái phát nhiều lần, rỉ mủ lâu ngày và nó tạo thành những cái đường nhỏ lên trên bề mặt da. Và thường cái áp xe này nó sẽ lỏng, cái viêm vú như là viêm vú, cái ngực này nó sẽ có áp xe nhưng mà nó không có sưng nóng đỏ đau như hồi nãy nó có sưng nóng đỏ đau là viêm ha. Tuy nhiên cái siêu âm của mình không đặc hiệu, bởi vì nó giống nhau y chang á, mình chỉ thấy một cái khối mô viêm, còn viêm do cái gì mình không biết. Mình cũng vậy nè, bây giờ mình thấy bên đây viêm đúng không? Mình nói đây áp xe, mình nói đây viêm, nhưng ví dụ như là trên bệnh nhân cho con bú, à này là tắc tia sữa. Còn nếu như bệnh nhân bình thường, bệnh nhân bị viêm cái này, mình cũng đọc cái khối này khối viêm thôi. Mình không thể nói nó là viêm do làm được, mình không biết. Chỉ có bác sĩ thăm sàng mà người ta điều trị á. Nếu mà người ta không ngại á, người ta không ngại thì người ta điều trị với một cái kháng sinh, cái kháng sinh đồ bình thường thì nó cứ tái đi tái lại, nó không đáp ứng. Sau đó người ta nghĩ cái lao thì bắt đầu người ta thử, thì người ta sẽ phải điều trị với một cái phòng ngừa lao thì nó mới hết cái viêm lao vú nè. Và thường nó sẽ để lại những cái sẹo rất là xấu mà, tại vì nó tạo thành những cái đường dò lên trên bề mặt da và nó thời gian lâu dài ha. Như vậy lao hay ung thư vú nữa, hồi nãy thằng kia là thay đổi sẹo bọc hay ung thư, bây giờ lao hay ung thư nó cũng giống nhau. À, xin lỗi, lao với lại ung thư vú nó cũng giống nhau ha. Đó, lao vú hoặc là viêm vú một cách nhẹ nhẹ, nhưng mà thông thường thì nếu như không xui rơi vào trường hợp là viêm ung thư vú dạng viêm á, không xui á nha, thì nó sẽ phân biệt bằng cách là thằng đau thằng không đau, thằng sưng nóng là không sưng nóng. Nhưng mà còn nếu xui quá rớt vô cái trường hợp là ung thư vú dạng viêm thì không, cái đó là quá xui rồi. 1-3% dân số, 1-3% tỷ lệ bị thôi. Nếu mà rớt vô rồi thì thôi mình cũng có tay đi ha, mình cũng sẽ xác định. Thật ra khi mà đầu tiên bệnh nhân mà tới, có phải là các bạn là cái nhà người làm lâm sàng hoặc là người làm cận lâm sàng, các bạn phải nghĩ tới cái số đông trước không? Tức là người ta tới với mình phải nghĩ áp xe trước. Tự nhiên ca nào tới cũng nghĩ ung thư, chắc ta nói mình khùng quá. Tức là ca nào tới mình cũng phải nghĩ đây là viêm trước, chứ mình đâu có a tập phù mình lại ý cái này. Cô dạy viêm vú dạng nha, ung thư vú dạng viêm có nha, bây giờ nghĩ tới ung thư trước thì ta nói mình khùng. Được rồi. Như vậy thì nếu mà trường hợp mà cẩn thận hơn thì làm thêm, tức là cho
thì là có bún sợi tuyến, bún diệp thể và bún nhú ha. Bún sợi tuyến thì mình có bốn loại: bún sợi tuyến điển hình, bún sợi tuyến khổng lồ đến mà nó trên 5 cm, bún sợi tuyến tuổi thanh xuân, có nghĩa rằng là cái bún nó lớn nhanh quá, đó là bún sợi tuyến thông thường. Định nghĩa của nó là lớn rất là chậm, nhưng mà cái bún thì nó lớn nhanh thì nó gọi là bún sợi tuyến thanh xuân. Thanh xuân là cái tên của bún chứ không phải là cái người bệnh ở tuổi thanh xuân mới được nha. Bún sợi thanh xuân. Rồi bún sợi tuyến trong thời giai đoạn tiết sữa thai kỳ hoặc cho con bú, tự dưng đến lúc đó nó có, sau đó cho con bú nó không ở trong giai đoạn nó nữa, không thấy nữa. Thật ra không phải là nó biến mất, tuổi nhỏ đi thôi, nó bị ảnh hưởng về nội tiết thì nó nhỏ đi chứ không phải là nó biến mất nha. Rồi đó, cái bú sợi tuyến điển hình hay còn gọi là bú sợi tuyến đơn giản thường gặp ở người nữ trẻ, có thể có một hoặc là hai bú và thoái chuyển ở mũi mãn kinh, có nghĩa là nó sẽ nhỏ lại, nó giống như là cái u xơ vậy đó. Nó từ phản ăn kém cho tới rất kém, tương đồng với mô mỡ, đặc biệt nó phải đồng nhất. Nó đồng nhất, nó tăng âm sao, cái việc tăng âm sao này nó tùy thuộc vào cái thứ cấu tạo nên nó. Nó là bú sợi tuyến thì nó phải gồm hai loại, đó là sợi và tuyến. Sợi nhiều thì nó là một cục đen thui và không tăng âm sao. Tuyến nhiều, tuyến ống tuyến thì nó sẽ tăng âm sao. Tùy theo là sợi nhiều hay tuyến nhiều mà cái sự tăng âm sao này nó thay đổi, chứ không phải 100% là mình sẽ phải thấy nó tăng âm sao rất nhiều. Nếu mà nó sợi nhiều, nó cô đặc lên thì mình cũng thấy ha. Với hình bầu dục, có nghĩa nó phải nằm ngang, giới hạn rõ, bờ đều hoặc là tạo cung. Tạo cung có nghĩa là tạo cung lớn ha, những cái đường bờ nó cong lớn ra ha. Chiều dài, chiều ngang thì là hình bầu dục đó. Cái trục của nó sẽ hướng theo cái ống tuyến. Nó có thể di động và ép dẹp mô vú xung quanh này đồng dạng. Cái vú này nó có thể lớn, nó đè những cái mô xung quanh, nhưng nó phải đồng dạng và nó không bị co kéo. Vôi hóa lớn, nguy cơ ung thư là 1 trên 1.000, và thường là cái loại là carcinoma tuyến phì, đó là nguy cơ trong cái bú sợi tuyến này có thể có ung thư là 1 trên 1.000 ha. Mình coi đây là bú sợi tuyến, đủ thể loại bú sợi tuyến. Đây là bú sợi tuyến một cục phản ăn kém, đây là một bú sợi tuyến mới to ha, tức là cái mật độ nó từ kém cho đến kém vừa cho tới kém lắm, và đây là nó lẫn vô trong mô tuyến. Đố cái bún này ở đâu nếu không có cái mũi tên chỉ vô, đúng không? Tức là nó nằm ở trong mô tuyến nhưng nó phát triển ra cái phía trước ống tuyến, mắt chi nó có quyền đâu có bắt nó phải nằm ở trong mô tuyến đâu. Bây giờ nó nằm ngay cái bờ đây nè, nó đưa ra ngoài thì kệ nó, nó là bún sợi tuyến ha. Đây cũng là bú sợi tuyến, nó to quá thì nó không đồng nhất nữa, bú sợi tuyến không lấy được phía dưới luôn ha. Và đây cũng là bú sợi tuyến luôn nè. Thì bạn dành xem có phải bú sợi tuyến nào nó cũng có vỏ bao không ạ? Dù nó kém hay gì đó mới có đường viền phản âm dày bao xung quanh, cho nên nó mới gọi là bú. Còn cái đoạn thay đổi sợi bọc là giả u, nó không có cái vỏ bao bên ngoài này. Cho dù nó tạo ra một cái khối phản âm kém nhưng nó không có cái vỏ bao ha. Rồi, mình nói tới bú dịch thể. Bú dịch thể thì nó có nhiều loại. Nó có thể là sạc cơn bọc dịch thể ha, thì nó có thể là u lành, hoặc là sạc cơn bọc dịch thể ác, hoặc là sạc cơn bọc dịch thể có ác nghi ngờ, tức là nó giác biên á. Thì thường là bệnh nhân sau 45 tuổi và bú nó lớn nhanh. Lớn nhanh thì nó gây ung thư, nó gây loét da giống như ung thư vậy đó. Siêu âm thì nó có hai dạng, dạng đặc. Khi mà nó dạng đặc thì mình phải phân biệt với bú sợi tuyến dạng đa bào. À, dạng có khối nang bên trong thì là đây là hình ảnh rất là điển hình ha. Và có thể phân biệt với lại ung thư vú. Giờ mình coi qua nè. Đây là một cái bú. Đây cũng là một cái bú, đây cũng là một cái bú, đây cũng là một cái bú. Như vậy thì cái này là bú sợi tuyến khổng lồ hay là bú diệp thể. Nó trên 5 cm là bú sợi tuyến khổng lồ, nó có thể là bú diệp thể. Thì mình xem ha, bú diệp thể thì nó có dạng hóa nang bên trong. Bú sợi tuyến hiếm khi nó có cái dạng hình thể hóa nang ở bên trong như vậy lắm. Và bú nó lớn rất nhanh. Như vậy mình phải dựa vào yếu tố lâm sàng của bệnh nhân nữa. Có nghĩa là bệnh nhân nói tôi thấy cái bún này khoảng 2 tháng, nhưng mà lúc đầu thì nó nhỏ cỡ bao nhiêu đó, mà bây giờ nó lớn gấp đôi,
tức là mình coi bướm thì nó lớn nhanh độ tuổi của bệnh nhân và mình có thể chẩn đoán như vậy. Thì càng ngày mình càng học sâu vô thì mình càng thấy vai trò của vi rác cực kỳ quan trọng. Bây giờ mình đánh cái này là vi rác 3 hay vi rác 4, mình đánh cái này là vi rác 3 cũng được, nếu mà nó không có hóa lên, nó đồng nhất, mình đánh cái vi rác 3. Như vậy vi rác 3 này có thể là muốn sửa tiếng, vi rác 3 này có thể là muốn dị thể, vi rác 3 này có thể là cái thứ gì đó tôi không cần biết. Có nghĩa rằng là chỉ cần mình đánh cái vi rác 3 là được rồi, còn vi rác 3 là cái gì nữa mình có thể chẩn đoán thêm, hoặc là mình không, mình dừng tại vi rác 3. Tại sao cái kết quả siêu âm của tôi thông thường tôi có ca tôi sẽ đánh vi rác 3, tôi nói nhân viên đánh con bướm sửa tuyến cho chị, nhưng có người tôi chỉ nói đánh tới vi rác 3 thôi, mặc dù nó lấy cái mô tả bướm sửa tuyến là bởi độ tuổi bệnh nhân. Trong quá trình siêu âm tôi khai thác bệnh sử của bệnh nhân nằm trong yếu tố nguy cơ, tại sao bạn lại đánh vi rác 3 và bạn nhét người ta vô bướm sửa tuyến là cái gì. Nếu người ta có yếu tố nguy cơ, người ta đang ở giai đoạn mãn kinh 40-45 hoặc là 45-50, bạn thấy vi rác 3 bạn thấy vi rác 3 chấm dứt tại đó. Tại khi bạn đánh vi rác 3 bốn sợi tiếng về lâm sàng, người ta nói ừ thì đánh siêu âm này bốn sợi tiếng chắc là nó cũng khá là lành tính thì thôi, mình không cần phải làm MRI cho người ta, mình không cần làm thêm. Nhưng khi mà đánh cái vi rác 3 lâm sàng về lâm sàng sẽ phải suy nghĩ à, tại sao cái ca này chỉ đánh tới vi rác 3 mà không đưa ra chẩn đoán cuối cùng, không đưa ra cái hướng điều trị cuối cùng, có phải nó có vấn đề gì hay không? Và thế là bác sĩ lâm sàng người ta sẽ nhìn vào cái đó và người ta hiểu ý đồ của siêu âm tới đây, bệnh nhân này nguy cơ này là ơn làm tiếp cho người ta, chứ mình không thể đề nghị ca này bi rác 3 đi về làm ép ngay nha, bởi vì bệnh nhân có nguy cơ cái đó mình giảm trong lâm sàng được không ạ? Tức là mình sẽ có cách mình đã giải quyết cái bi rác 3 ha. Bây giờ mình có một cái loại nữa, cái thứ ba là bú nhú trong ống dẫn sữa. Ống dẫn sữa phần lớn nằm dưới quần vú hoặc là sát núm vú. Và đặc biệt mình không thể phân biệt lành ác bằng siêu âm lâm sàng hoặc cả tế bào hồng. Bú nhú trong ống dẫn sữa này cho dù là làm MRI ra bạn cũng không phân biệt được này là bú nhú lành tính hay bú nhú ác tính, bởi vì nó bạn phải phân biệt cho rõ. Tế bào hồng là chỉ xác định có tế bào ác tính hay không có tế bào ác tính. Giải phẫu bệnh mới trả lời cho bạn biết rằng tuy nó không có tế bào ác tính nhưng tế bào lành tính này đang sắp xếp một cách bất thường. Giải phẫu học nó sẽ cho nên được cấu trúc, đúng không? Giải phẫu bệnh đó, nó sẽ cho cấu trúc sắp xếp của cái tế bào đó. Và khi nó chưa thay đổi về hình dạng nhưng cấu trúc của nó thay đổi, sự sắp xếp của nó hỗn loạn, nó trào ra bên ngoài khỏi cái ống rồi, thì lúc đó nó sẽ là ác tính, nó không còn là lành tính nữa. Mặc dù cái tế bào học của nó là bình thường, tế bào bình thường chưa biến đổi gì hết, cho nên cái tế bào học ở chỗ này nó không phân biệt cái bún này được lành hay ác, mà khi mổ mà lấy bún nó ra hoặc bạn phải làm score biopsy. Score biopsy là bạn lấy nguyên một mẫu mô ra, bạn gửi giải phẫu bệnh thì bác sĩ giải phẫu bệnh người ta trả lời cho mình ha. Lâm sàng thì mình sẽ có là 30 là tiếp dịch, 30 là có bún không tiếp dịch và 40 là có bún và cộng không tiếp dịch. Siêu âm thì mình có 3 dạng ha. Dạng đầu tiên là dạng trong ống, dạng trong nang và dạng hoàn toàn là đặt ha. Đây là dạng trong ống ha, đây là một cái ống tuyến. Và mình thấy ở trong đây có cái papilloma ha, nó có cái bún nhú, nó có cái đó. Đó là lý do tại sao hồi nãy mình nói là khi bệnh nhân bị giãn ống tuyến thì bác sĩ làm siêu âm phải cực khổ hơn là phải đi kiếm những cái này ra. Những cái bún nhú trong ống này ha, bún nhú đây ha. Nếu mà mình đã xác định được đây không phải là cái cặn mà nó là phần mô đặc thì mình phải xem mình có cần làm MRI vô đây hay không, hay là mình làm siêu thiết hay không ha, mình kết hợp. Đây là dạng trong ống. Đây cũng là dạng trong ống ha. Trong ống mà cái này là cái cuối ống, nó tạo thành một cái nang. Đây là gì? Đây là siêu âm định lượng ha, siêu âm và đất lờ. Đây là dạng trong ống ha. Và đây là dạng trong nang. Có nghĩa rằng là đây là lý do tại sao cái nang mình phải đánh giá vi rác 3 hay 4. Có phải nó có cái chọi là mình đánh giá vi rác 3 không? 3 thì nó có thể là bún nhú trong ống chân dạng trong nang. Mình đánh vi rác 3 nó khác vi rác 2. Nếu mà mình thấy cái chọi hoặc mình thấy cái vách, bắt đầu cái chọi trên vách thì nó xấu xí hơn thì mình có thể đánh giá là vi rác 4, nang vi rác 4. Được không ạ? Tức là nang thì nó có vi rác 2, vi rác 3, vi rác 4 nha. Bây giờ mình nói tới dạng đặc.
Dạ đã, có phải mình nhìn sơ qua là mình thấy nó giống như thuốc xịt tuyến không? Nó có khác chi? Khoảng 5 cái à, nếu mà mình cắt không rõ, cái này là cắt cho mấy bạn coi, cắt cho mấy bạn bài học cho mấy bạn. Cho nên cố gắng luồn lắc, lắc léo để cho mấy bạn thấy được nó có sự liên tục với cái ống. Nếu mà các bạn quét cái tốc độ tên lửa thì đúng, bạn thấy được cái sự liên tục với cái ống. Và khi không thấy liên tục với cái ống thì các bạn có thể tập nó là hút sợi tuyến. Nhưng mà xung quá là ống này nó liên tục với cái ống thì nó là uốn nhú trong ống dạng đặc. Như vậy thì trên cái câu mô tả của mình thì xả y chang hút sợi tuyến, nó chỉ thêm một phần là nó có phần liên tục với ống tuyến thì nó sẽ thay đổi thành hút sợi tuyến dạng đặc. Nhưng mà trên siêu âm mình vẫn đánh giá là ở bi rách 3 thôi. Bi rách 3 được không? Gặp gặp thấy mơ màng, thấy hoảng loạn, thấy sao cái cục nào cũng giống cục nào đó, mà sao mỗi cục nó có một tên khác nhau, rồi mỗi thằng nó có một giá trị. Được ha, tức là sau khi học bài này các bạn sẽ định hình trong đầu rằng là có hình ảnh rất giống nhau nhưng mà bệnh lý sẽ không giống nhau. Cho nên làm ơn đưa về đi đó hết. Cho nên bây giờ từ đầu cho tới chân của mình cái gì cũng có rác đúng không? Rác, thế thì giống như rác thì nó rác nè. Đi rác, si rác, o rác, đi rác, đúng không? Xếp loại hết, tất cả đều xếp loại để mục đích là nhà lâm sàng và nhà trần hoàng hình ảnh học nói chuyện với nhau một cách cụ thể, để không có phải là người tả gà mà ông nói dịch. Tức là người ta đang tả cái này, tôi nói là cái này thôi, chứ tôi đâu có nói là cái kia đâu, mà bên kia nghĩ à, cái này tả cái này thì tao nghĩ là cái kia đấy, được không? Thì mình phải đưa về đi đá ha. Bây giờ mình nói tới bất thần ác tính thì nó có carcinoma trong ống, carcinoma tử thùy và ung thư nguồn gốc biểu mô liên kết. Và xin nhắc lại là siêu âm không có vai trò trong phát hiện sớm ung thư vú, vì các loại tổn thương thấy được trên siêu âm đều ở giai đoạn xâm lấn à, và siêu âm không chẩn đoán được đây là carcinoma ống tuyến, carcinoma tử thùy hay là ung thư cái gì cả. Cái này là bệnh học để cho mình biết là có bao nhiêu thể loại đấy thôi. Còn mình thì mình chỉ tả được tới BRAC 4, mình kết luận nó tới đó thôi ha. 70% là dạng trong ống ha. Ở đây mình có cắt lại ha, cho nên đây lại sao mình nói là mình phải xin thiết bằng kim loại để mình lấy ra mình coi coi là cái sự sắp xếp ở trong đây nó như thế nào ha. Nó có tăng sinh không điển hình, tức là bắt đầu nó có biểu hiện tế bào bất thường rồi. Bây giờ tới giai đoạn này nó là tăng sinh cộng có tế bào mang đặc tính ung thư ha, nhưng mà nó vẫn còn trong ống. Bên đây bắt đầu nó trào trong một vài cái và di căn ra, bởi vì nó hoàn toàn nó đi ra ngoài ha. Phát hiện qua chụp nhũ ảnh có nghĩa rằng là nhũ ảnh nó sẽ sớm hơn siêu âm, được không? À, đây một dạng gọi là tổn thương không có u, không có khối u. Có phải nó giống cái thay đổi sợi bọc lắm không? Đi chang cái gì đúng không? Nhưng mà nó có gì, nó có vôi máng bên trong, bên trong ống tuyến nó có những cái vôi máng bên trong này, nó có vòi há nha, li ti bên trong. Thì cái này khi mà mình chụp nhũ ảnh ra mình sẽ thấy những cái vòi này nó sắp xếp không theo lành tính. Và cái nhũ ảnh này không biết ở Việt Nam của mình như thế nào, nhưng ở bên nước ngoài cái bác sĩ muốn đọc nhũ ảnh thì bác sĩ đó phải theo bác sĩ chính đọc nhũ ảnh trong vòng 5 năm, không phải tự dưng tôi đọc tích quan được tôi nhảy ra tôi đọc nhũ ảnh đâu, không có, không có chuyện đó. Ở nước ngoài là các bạn phải đi theo thầy lớn đọc trong vòng 5 năm. Cái thầy đó xác nhận là bạn đọc được nhũ ảnh rồi thì bạn mới được đi đọc nhũ ảnh. Tại vì cái nhũ ảnh nó rất khó, chứ không phải là nó dễ tự dưng bạn ít quay xong ra nhảy thả em đi đọc nhũ ảnh. Không biết, không có, tôi cũng đi đọc nhũ ảnh nhưng tại vì tôi không đọc xong như thế đó. Tôi chỉ đọc tới đây thôi mà mới đi nhũ ảnh với em ra nhảy thả cho người yên tâm, để làm cái bộ phận khác đọc. Và khi mà mình đọc thì thật ra mình sẽ chuẩn, mình muốn đọc được. Chứ không, cái nhũ ảnh này nó có cái năng cái các sắp xếp của cái vi phôi trong đây. Ví dụ như nó sắp xếp dạng bắp nổ thì nó sẽ là lành tính, nhưng nó sắp xếp dạng cây như gì nó sẽ là ác tính ha. Thì mình phải nhận diện cho ra, còn cái vị trí nó khác nha, không phải mình muốn đọc là đọc ha. Tổn thương
Đây, bây giờ mình siêu âm mình thấy có một cái tổn thương phản ánh kém, co kéo mô xung quanh giới hạn không rõ và có bóng lưng sao ha, và có viêm phổi hóa ở bên trong. Đây, có viêm phổi hóa bên trong thì đây cũng là một dạng ung thư, nhưng ung thư gì tôi không biết, vì biết nó là cái khối u này, và tôi đánh giá là virus 4. Sau khi mà tôi đánh giá virus 4 rồi thì mấy bạn mới đem đi để làm fna, hoặc mấy bạn nè làm cái tim fna vô cái khối u này để bạn xem ha. Đây là những cái tổn thương không tạo khối rõ ràng, nhưng cái này nó còn đỡ hơn cái này. Cái này là mình hoàn toàn mình thấy giống như thay đổi sợi bọc, cho nên khi mà mình siêu âm cho bệnh nhân mà mình thấy không có tổn thương, không có khối tổn thương gì cả, cái mô vú nó như vậy là nó làm mình rất khó chịu. Cái mô này không phải là mô bình thường, và mình có thể xếp lại nó là virus thâm. Virus thâm, nãy giờ tôi nói virus có nghĩa là chỉ có virus trên siêu âm, chỉ có virus trên siêu âm, còn virus trên nhũ ảnh và siêu âm ghép lại mới ra được cái virus của bệnh nhân. Còn nãy giờ tôi nói là virus trên siêu âm nhé, tại vì mình nói một lát thì mình sẽ coi là có sự kết hợp giữa hai cái thể loại. Bệnh nhân cần phải được đánh giá các loại virus trên các loại dẫn đoán hình ảnh khác nhau ha, thì mới ra được cái cuối cùng. Rồi, đây là một cái tổn thương, mình sẽ thấy một cái tổn thương phản ánh kém nhỏ, cái viêm phổi bên trong ha, thì mình sẽ thấy là cái bờ nó không có đều, nó có góc, nó có góc thì mình sẽ đánh giá nó, mình sẽ đánh giá cái này không thể là ở virus 3 được, mà nó phải là virus 4, mà hãy chỉ cần có một cái hình ảnh ác tính vô trong đó thì mình sẽ đưa lên virus liền. Có nghĩa rằng là mình phát hiện một cái tổn thương này nó đang có 10 tính chất rất ư là lành tính, tự dưng nó nhảy một cái tính chất ác tính vô là lành tính, nó lên ác tính luôn, không cần phải suy nghĩ là 10 thằng với một thằng với gì khác nhau đâu, không, chỉ cần một cái ác tính lọt vô là mình sẽ đánh giá thẳng lên trên virus ác tính ha. Cái này cũng vậy, mình sẽ thấy một cái khối phản ánh kém không đồng nhất rõ ràng, nó cũng kém nhưng mà hồi nãy cái bốn virus 3 nó sẽ đồng nhất, cái trục của nó không phải là trục dọc ra trục ngang nữa song song với cái ống tuyến nữa, mà nó là trục thẳng đứng, bờ nó thì ra khuôn mình cái hai lô xung quanh, hai lô có nghĩa là cái vòng phản ánh dày xung quanh ha, bờ không đồng nhất mà mình mở vô thì có mạch máu nuôi. Đây là cũng là một dạng ung thư ha. Đây thì cái này cũng vậy luôn, nó là cái hang virus 3 ha, và cái này cái khối này mình cũng đánh giá lại với nó là xem coi nó là phản ứng kém, nó có viêm phổi hay không, nó đánh giá y chang như một cái mô đặc tách rời ra khỏi cái mô nền ha, hỗn hợp ha, thì cái này nó cũng có máu nuôi, tính chất của nó là không đồng nhất, phản ứng một cách hỗn hợp, vừa dày vừa kém và không đều, cũng vậy, bạn này cũng vậy ha, cái góc cạnh của nó đây mình coi cái góc ha. Như vậy thì đối với cái siêu âm vú khi mà cái độ tương phản của mô vú nó không cao thì nó sẽ rất là dễ dàng bị bỏ sót tổn thương, cho nên hồi nãy tại sao mình nói là cái mô vú ở cái thứ ba và cái thứ tư á là cái mô đặc và mô hỗn loạn á, thì nó bỏ sót tổn thương là bởi vì nó lẫn những cái thứ này vào trong, nó lẫn vào trong thật nhiều, cái này là mình phải khảo sát một cách từ từ chậm rãi, và khi mình vẫn còn nghi ngờ thì bắt buộc mình phải làm thêm những cái xét nghiệm khác cho bệnh nhân và làm thêm, chứ không phải là mình chỉ làm cái cách bình thường trong khi cái mô vú nó hỗn loạn như vậy, mình khảo sát mà mình thấy nó khá là bất thường khó chịu thì mình phải thay đổi ha. Đối với những cái vú có những cái tổn thương nang nó rất là lớn, tổn thương nang rất là lớn ở trong mô vú thì nó sẽ che lấp những cái tổn thương nhỏ xung quanh kế cận cái nang, chẳng hạn như đối với cái nang này mình siêu âm cho mình thấy một cái nang rất là lớn như vậy, và khi mình chọc hút cái nang này ra thì lòi ra ngay cái phần, ngay cái góc của cái nang đây, nó có một cái phần mô phản ánh kém, mô phản ánh kém mà có viêm phổi bên trong, cái ung thư nó nằm ngay đây chứ nó không nằm trong cái nang, nó nằm kế cận cái nang, cho nên đối với những bệnh nhân mà có những cái nang lớn siêu âm vú mà có nhiều nang và nang lớn thì những cái phần mô đặc còn lại mình phải khảo sát kỹ lưỡng hơn, chậm rãi hơn và chỉnh máy thường xuyên hơn, bởi vì những cái này nó làm che khuất ở bên dưới này, nó sáng quá nó che, giúp nó che những cái viêm phổi nhỏ bên trong, hoặc đang che những cái thay đổi một cách nhỏ nhắn như vậy ha, tinh tế như vậy ha. Rồi đây là một cái mình có thể nhìn vô ngay, mình nói cái này chùm nang virus 2 giống như cha nói chứ gì, không có gì đâu khác.
Nhưng khi mà mình quan sát kỹ lại thì ở bên giữa những cái chùm nang này nó có cái viên phôi hóa nhỏ, và mình bỏ màu vô mình thấy bắt đầu nó có mạch máu nó nuôi những bên trong đây. Khi mà nó nuôi bên trong đây thì cái vị trí ung thư nó không phải là trong cái nang này nữa, mà là nó là những cái vị trí mô đặt ở xen giữa bên trong những cái nang này. Cho nên khi khảo sát bệnh nhân có nang, nếu mà nang nó nằm rời rạc nhỏ thì nó đơn giản, nhưng khi nang mà nó tạo thành chùm nang hoặc là những cái nang lớn thì mình những cái vùng mô đặt như vậy phải khảo sát kỹ lưỡng hơn, tức là kiểm tra nó chỉnh máy cho nó về cái mức độ ok hơn, mình thấy rõ ràng hơn, tại vì nó sẽ tổn thương ung thư nó nằm thật lẫn bên trong đây ha. Đây cũng vậy, một cái tổn thương nhỏ thôi ha, nhưng mà mình nhìn kỹ đi, khi mà cái này nó chỉnh cái máy nó quá tối thì bây giờ nó phải lên nó kiếm nó rất kém tới độ mà nó trống luôn. Nhưng nếu nó nang nó phải tăng âm chứ, thì nó không tăng âm, thậm chí nó có cái bóng lưng nhẹ phía sau nữa ha. Và cái góc cạnh của nó, mình đánh giá cái thằng này viên rất 4 là mình nhờ trên những cái góc cạnh này và cái thằng rất là kém của nó, còn lại hoàn toàn nó không có vi phôi gì đâu, nhưng mà nó ác tính bởi vì nó trục dọc nữa, nó đang ở trục dọc là có phải là chiều này nó lớn hơn chiều này không, trục dọc. Không hiểu tại sao ung thư nó hay phát triển kiểu như vậy, ung thư trên cơ thể của mình từ tuyến giáp cho tới tuyến vú, trục ngang là một trong những tiêu chuẩn lành tính và trục dọc là một trong những tiêu chuẩn ác tính, chỉ cần thấy nó dọc lên là nó ác tính. Không biết tại sao chúng ta hướng thiên không biết, chưa nghiên cứu ha, có thể là nó thay đổi cái cấu trúc bên trong của nó ha. Rồi đây mình nhìn đây là một cái đám vi phôi hóa ha. Tuy nhiên khi mà FA ra mà khi chụp nhũ ảnh thì nó dạng gì, nó dạng bốc nổ. Cái vi phôi này mình nhìn thấy trên đây nó khá là đáng sợ ha, nhưng mà khi mà chụp nhũ ảnh cho bệnh nhân thì mình sẽ thấy nó chỉ là một cái đám bốc nổ, thì dạng này là dạng lành tính thôi. Nếu mà cái chân kim như đây nó cũng là lành tính. Tất cả những cái hình này các bạn có thể coi trên cái ultrasound case info, cái trang này nó khá là hay, nó có đầy đủ các bệnh của mình, tức là từ cái hạt cho tới cái, nhưng mà nó không phải là bài giảng, nó không phải là bài giảng, nó là những cái ca lâm sàng người ta đã làm siêu âm, người ta đã làm FMA, thậm chí người ta mổ, có nghĩa rằng là người ta làm và người ta đã có cái chẩn đoán xác định và người ta đưa lên cho mình học để mình học chứ gì đó. Mình có thể nhìn riết cái hình đó, hoặc là mình học những cái ảnh giả của nó, hoặc là mình nhận học những cái gì, học những cái bẫy của nó. Đôi khi trên siêu âm mình sẽ có những cái bẫy như cái trên hình này, mình nhìn thấy rất là ghê, nhưng mà khi mà làm nhũ ảnh ra thì nó là lành tính thôi. Nhưng mà bắt buộc nếu mà không có nhũ ảnh thì mình cũng đọc cái này là đi rất muốn ha. Rồi tương tự như cái này cũng vậy. Rồi, bây giờ mình nói tới cái này ung thư chúng tôi chỉ có 5% đó ha, nhưng mà mình đã nói rồi, trên siêu âm mình không nhận diện được cái khối này là loại ung thư gì đâu, mình chỉ đánh giá nó được là loại vi rác máy thôi. Còn nó là ung thư trong ống, là ung thư dạng tiểu thụy hay ung thư gì mình không biết, tại nó có nhiều loại ung thư. Và thậm chí tôi từng trao đổi với bác sĩ giải phẫu bệnh là có những cái ca ung thư mà bác sĩ giải phẫu bệnh trả lời là NOS, đó là từ chuyên khoa của họ, có nghĩa rằng là ung thư, nhưng họ không biết được cái nguồn gốc của nó là ở đâu luôn, họ chỉ biết đó là ung thư thôi, còn nguồn gốc từ đâu họ cũng không biết, nên họ không có biết ha. Đó, đây tổn thương này nó có giới hạn không rõ, mình thấy rõ ràng đây là bốc phản âm kém ha, có giới hạn không rõ, bờ không đều, tu dai, co kéo xung quanh ha, co kéo luôn, và nó có cái acoustic sideway, tức là nó có những cái bóng lưng sọc phía sau ha, những cái mà không dịch có được tiếng gì, nó chỉ có dẫn dịch. Chẳng hạn như mấy bạn học siêu âm, thầy nói bending sai thì mình trả lời kết quả là bending sai thôi, chứ mình đâu có trả lời bending sai là gì, chứ bending sai trên siêu âm là gì, học bài gan rồi ung thư gì ta, bài gan bending sai trên siêu âm là gì, các bạn biết không? Rồi nó càng nhiều hơn. Bên inside là gì? Và trên siêu âm có một tổn thương ở hạ phương thị mấy của gan, bên inside dương tính, bên inside âm tính. Bên inside có nghĩa rằng là chống đẩy lệ mạch máu lần đầu, biết không, lần đầu mới nghe lần đầu. Đánh vô đi kiếm trên Google, trên bên inside là gì nha, nó có tiếng kèm đi
BNB ha. Rồi casino và tiểu thủy với nấm cuốn, nó dây tục nấm cuốn vô bên trong ha. Đây là tục nấm cuốn vô bên trong nha. Đó, một số hình ảnh cho mình thấy đầy đủ hơn. Rồi thấy rõ ràng là nó kém, bờ nó không đều ha, mà nó kém tục. Đây là nấm cuốn rồi các bạn. Nếu mà trong cái âm mới mình không biết mình chéo qua thì có khả năng mình nghĩ đây là một cái birapa chứ gì, đúng không? Quất vô birapa này, nhưng thực ra cái nấm cuốn của bệnh nhân khi mà mình kéo qua nó đẩy vô bên trong thì cũng y chang vậy ha. Đây, cái này cũng vậy luôn. Ở đây, ung thư giống dạng viêm. Ung thư vú dạng viêm là 1-3%, thì nó giống y chang như viêm tuyến vú do tắc tia sữa cái gì, đúng không? Nhưng khi mình để ý thêm một chút thì cái da này nó sẽ bị viêm vôi hóa, rồi co kéo phù nề, rồi hạch ha. 1-3% vậy thôi, và thường á là nó sẽ có tiên lượng xấu ha. Đây, đây là một số dạng ung thư cho mình thấy, cũng là khối phản nhau kém không đồng nhất ha, có mạch máu nuôi bên trong lẫn mạch não máu bên ngoài. Rồi đây là một cái khối phản âm kém luôn, mình sẽ thấy bờ không đều, hoặc là cái ung thư vú thì nó không tạo rõ ràng một cái khối, nhưng mà thấy rõ ràng một cái bờ trên siêu âm, một cái từ thông dụng mình thấy nó sao cái chỗ nhìn nó dơ quá, nhìn nó không có rõ ràng, nhìn nó dơ lắm, mình thấy nó không có rõ ràng, nó không có đẹp ha. Đây là một cái ung thư di căn, thì ung thư di căn chỗ RCC thì chắc chắn là mình phải có, cái nền của bệnh nhân. Chẳng hạn như mình muốn nói rằng đây là cái ung thư vú này là dạng di căn thì chắc chắn trên nền bệnh nhân mới ung thư. Còn nếu như mà bệnh nhân tới với mình đầu tiên chỉ siêu âm vú thôi thì làm ơn đặt cái này đi lớp 4 dùm, đừng có phán nó di căn, bởi vì biết ở đâu đâu mà di căn được không ạ? Có nghĩa rằng là mình nói di căn là bởi vì bệnh nhân này có RCC rồi thì mình mới phán nó là di căn, chứ mình đừng có thấy. Và có, cũng có khả năng trong trường hợp là bệnh nhân này xui quá bị ung thư vú luôn, bị ung thư vú luôn chứ không nhất thiết phải di căn. Cho nên tốt nhất là mình sẽ hình ảnh mình học, giống như là học demo, mình học cho mình biết là có thể loại đó, có nghĩa là có nơi có cái di căn tới vú, nhưng là mơ đọc tới đi ráp dùm là được rồi ha, mình không cần phải dữ dội hơn đâu. Đây, bệnh nhân bị melanoma ha, thì mình sẽ thấy ở nách nó cũng tổn thương này, ở vú nó cũng tổn thương, ở cánh tay nó cũng tổn thương này, được không ạ? Rồi bây giờ mình nói tới hạch. Mình nói tới hạch thì cái cách đo hạch của mình là đo hạch là đúng nha, đó mình đo theo trục của hạch. Và ngày trước các thì người ta sử quy định à, người ta nôm na người ta nói là cái trục ngắn này nó quan trọng lắm nè. Cái trục ngắn này nếu mà nó dưới 1 cm thì coi như nó chỉ là một hạch viêm bình thường, đạt dưới 1 cm, nhưng mà trên bệnh nhân đó là bình thường. Còn nếu như mà bây giờ bệnh nhân bị vú hay cái cổ á, bị ung thư tuyến giáp á, thì nếu mà bạn thấy hạch thì bạn phải coi xem là có rốt hạch hay không. Cho dù nó nhỏ mà nó mất rốt hạch thì là bác đặt, mình sẽ không đặt là hạch di căn, mình sẽ đặt là hạch chỗ đó và nó không có rốt hạch rồi để đó, chứ đừng có ghi là ờ hạch chỗ đó tôi nghĩ là được không? Mình đừng có dẫn dắt lâm sàng, mình không dẫn dắt lâm sàng khi mình chưa chắc chắn, mà mình dẫn dắt họ, mình nói đi cái này hạch rồi nó nhỏ thì mà nó dưới 1 cm mình không có rốt, thì mình nghĩ là nó tạm tính là còn mình thôi, mình biết đâu nó ác tính rồi sao mình không biết, được không? Tại vì họ trên mình họ có ung thư mà, thì cái hạch của mình sẽ đo theo chiều này ha, và xem cái hạch này nó còn cân đối hay không, hay là nó bị mất cân đối, rồi nó phì một góc ra ha, thì mình sẽ có một cái bài hạch đánh giá hạch duyên. Mình sẽ coi đây nè, đây là cái hạch nó mất cân đối nha các bạn ha, thì đây là cái rốn hạch và cái phần đầu hạch, cái đuôi thì nó to lên vậy ha. Hạch này cũng là hạch di căn hay là cái hạch di căn, cái hạch này coi như là mất rốn luôn, mất rốn luôn, trên là có một cục ung thư hóa trên là thì ngoài không thấy ung thư gì hết mà thấy cái hạch này, hiểu không? Có nghĩa là bệnh nhân bị ung thư vú dạng không tặng u, mình siêu âm vú mình không thấy gì hết, nhưng mà mình siêu âm mắt thì mình thấy cái hạch dạng ung thư này, thì mình phải đánh giá ngược lại cái hạch, cái vú, rồi không mình sẽ coi lại cái vú xem nếu mà vẫn không có gì hết nhưng mà vẫn có cái hạch di căn như vậy thì mình sẽ đề nghị làm thêm cho bệnh nhân. Mình có thể làm thêm cho bệnh nhân ha. Bây giờ mình nói tới khảo sát của bệnh nhân đặt túi ngực. Đối với bạn, trong 3 cái phương pháp đặt này thì đặt cái nào đẹp nhất? Đặt túi ngực nào đẹp nhất? Một cái là
mô tuyến trên đất lưng gần một cái là mình đặt chính giữa luôn, mình đặt chính giữa lớp mô tuyến. Như vậy thì trong ba phương pháp này thì phương pháp nào đặt tuyến ngực đẹp nhất? Mấy bạn thầy xin ạ, đi thực hành có thấy bệnh nhân nào tuyến ngực chưa? Chưa từng được thấy hả? Có trốn học không? Đặt tuyến ngực rất là nhiều mà ai thấy rồi? Chưa ai thấy à? Có bạn thấy à? Bạn này thấy hơi thấy nhiều lớp, có hai bạn thấy à? Như vậy thì bạn thấy lúc mà bệnh nhân nằm xuống thì tuyến ngực nó có trải ra không, hay là chỉ cần bệnh nhân cởi áo nằm xuống thì biết đặt tuyến ngực liền, khỏi cần phải quen? Có nghĩa rằng là khi bệnh nhân đặt tuyến ngực á, bệnh nhân nằm xuống, có phải là cái người bình thường, người phụ nữ thì không đặt tuyến ngực, khi nằm xuống cái ngực của bạn nó sẽ trải ra đều, nó trải ra. Còn cái ngực mà bệnh nhân đặt tuyến ngực nằm xuống như hai chén úp lên vậy, hai cục hai bên nhô lên vậy, không có nằm ra. Nhưng cá biệt có những người đặt mà khi mà người ta cởi áo ra, mình ngồi ngồi, mình không chắc là có đặt hay không đặt. Mình biết có thể đặt nhưng mà người ta đặt đẹp tới mức độ như vậy, thì trong ba cái phương pháp này không có cái phương pháp nào đẹp nhất cả. Chỉ có cái phương pháp là đặt cái túi vừa với cái hố này là đẹp nhất. Đừng có tham, đừng có tham lam. Có nghĩa rằng là cái người thì có chút ép mà đặt hai cái túi ngực nó to đùng lên nè. Cho tới nó mỗi lần mà siêu âm cái ga mà đặt túi ngực rất ghét, không phải ghét gì là cũng được. Bởi vì á, khi mà bạn siêu âm cái người bình thường á, bạn đẩy cái tay đi tới đâu nó tới đó nè. Còn khi mà cái người mà đặt tuyến ngực á, bạn siêu âm giống như là bạn lên đầu rồi bạn xuống đầu, bạn lên đầu rồi bạn xuống đầu, và những cái vùng hở hai bên này nè nó bị khí nó che dù khó coi đó. Bởi vì cái ngực người ta nằm xuống nó không có chẹp, nó nằm xuống mà là nó rất là cứng. Mình nói thẳng là nó cứng, nó nằm nhô ra như vậy nè, thì mình phải đưa cái đầu dò siêu âm đi theo cái đoạn đồi đó và xuống cái ngọn đồi bên kia. Và có phải là hai cái bên đây nó bị hở không, và làm sao mình làm cho tiếp xúc tốt được, không có cách gì mà làm tiếp xúc tốt được hết. Cho nên mình đặt vừa đẹp nhất ha. Đây là chụp nhổ ảnh đặt hồi xưa mình đặt tuyến ngực đây là mấy cái hình, là cái này gọi là cơn bão tuyết. Hồi xưa lúc mà vừa giải phóng xong cái có mấy người mà người ta mà đi làm móng tay móng chân á, mấy người mà đi làm móng tay móng chân dạo á, tới nhà làm móng tay móng chân dạo xong cái nhìn lên nó trời, xong được chị nhỏ để tôi bơm cho cái móc cái ống tim ra bơm hút silicon vô. Đây là tác phẩm của silicon. Dạo sau này mình chưa ăn mình thấy ít rồi nhưng vẫn có nghĩa là họ bơm trực tiếp silicon vô cái ngực luôn, chả có đặt cái túi gì đây cả. Cái túi này, cái túi đây là đặt túi ngực dạng túi bây giờ hiện nay ha. Đặt túi ngực hiện nay khoảng 3.000 hay 4.000 gì đó, tôi cũng hay nhiều chuyện, tôi hay hỏi để tôi biết giá cả thị trường lúc này lên hay xuống. Có khi mà 3.000 hay 4.000 mới hỏi cái cô. Bởi vậy tôi nói với bạn không gặp sao được ta. Gần đây nhất tôi đi siêu âm một buổi sáng tôi gặp hai ca đặt túi ngực mà. Không được đúng không? Bạn nên biết nè. Nhiều mà 3.000 hay 4.000 gì đó ha. Canh năm thì là 4.000, bữa chiều thì nó canh năm đặt thì chỉ là 4.000. Không mở bụng đắp lên đâu, đắp lên ngực chắc, đắp lên ngực hoặc đắp lên má, cái gọi là bơm mở tự thân á. Rồi thẩm mỹ mà mình phải đi theo dõi coi lúc này người ta làm gì, mặc dù mình không có làm, mình sợ là mấy cái đó đó người ta sẽ lấy mở bụng cái chỗ nào dư, người ta bơm lên trên cái má cho nó tròn ra. Và tôi nhớ là lúc này thích đi live mà không biết tại sao lại bơm cái má ha. Phải không quý vị, bơm lên là thành ho lai rồi. Bởi con bé con tôi nó ghét lắm, bởi vì nó giống ba cái mặt nó tròn quay nè, đến nỗi mặt em nó lớn nè. Hồi nhỏ chị thổi bánh bao, bây giờ chị thổi lớn lên chị thổi bánh xèo. Cái mặt nó tròn, nó không có bi lai, nó không muốn giống mẹ. Nó ừ giống mẹ mốt gọt cà, gọt cà bên cái cà này nè, cà nó thành bi lai. Nó đắt cái gì được ha, thì cái mỡ bụng mắt người ta có thể bơm lên trên một cái vùng khớp của mình để làm cho nó căng ra. Nhưng mà cái mỡ đó nó sẽ tiêm theo thời gian, thì cái mỡ bụng cũng có thể bơm lên trên ngực được, nhưng nó chỉ thà trong một khoảng thời gian nhất định thôi, nó sẽ tiêu, sau đó mình phải bơm lại ha. Thì cái silicone này khi mà bạn làm siêu âm và bạn thấy cái này thôi, bạn bế tắc không thể coi được cái gì bên dưới nữa cả, nó che hết tất cả những cái tổn thương bên dưới này. Những cái cục mà mình thấy này là những cái cục silicone,
chỉ thấy được như vậy thôi. Và phía dưới này hoàn toàn không thấy gì hết. Đối với những bệnh nhân này chỉ có một thứ coi được, đó là MRI thôi. Siêu âm không coi được, không xác định được tổn thương có ung thư cũng không thấy ha. Còn nếu như bệnh nhân đặt cái kiểu này thì mình có thể thấy. Và khi mà cái silicon này nó vô trong cơ thể của mình thì nó sẽ không ở đó, nó sẽ chạy lòng vòng. Nó có thể chạy qua cái mạch nách. Còn nếu như nó phản ứng, nó có thể chạy xuống dưới cái hông này nè. Nó chạy xuống hông này nè. Cách đây khoảng 5 năm thì Linh Trương Vương mổ hoài cho một ca bệnh nhân có 30 mấy tuổi thôi. Không biết nghĩ sao bơm silicon bơm vô bắt đầu nó có phản ứng. Và khi một cái chất silicon, một cái ống silicon nó bơm vô trong người của bạn, nó không ở đó, nó lập tức nó chạy khắp nơi. Và bệnh nhân sẽ phải chịu những cuộc phẫu thuật cứ mổ hoài để lấy cái dị vật đó ra. Cơ thể nó không chịu được. Và nó không phải là ở ngực không, nó sẽ chạy xuống dưới vùng hông, nó chạy ra phía sau. Đó là hậu quả suốt đời ha. Cho nên nếu muốn đặt túi ngực thì là bơm để được 3.000 hoặc 4.000 đi đặt cái này cho nó chắc ăn. Đặt cái túi này cho nó chắc ăn ha. Đừng có mê rẻ ha. Như vậy, cái thực bể. Bể chưa? Cái dưỡng bể. Mặc dù là ít bể nhưng mà nó cũng có khả năng mình đâu biết được cái túi đó nó là cái gì. Tự dưng bệnh nhân đang đặt một cái túi ngực, cái túi ngực tự dưng nó bể tỉnh liền. Đặt bụt. Không phải nổ cái đùng. Nó làm cái bụt nó xẹp cái ngực xuống. Và nếu mà bạn có cơ hội gặp được cái bệnh nhân đó, bạn rờ thử đi. Giống như là bạn rờ phía trong là cái bao ni lông nước vậy, nó sột soạt nó nhám trên tay mình á. Các bạn về bạn lấy cái mền hay cái khăn á, bạn trùm lên cái bao, bạn lấy cái bao mà ni lông nha, bao ni lông bao kiến á, chứ không phải là bao xốp. Bao kiến nó có cái độ cứng, bạn cho tí nước vô rồi nó cho căng quá, bạn để cái khăn lên và bạn rờ qua cái đó đi, nó sột soạt giống như cái này mà bệnh nhân bể vậy đó. Bạn rờ nó sột soạt. Và hiển nhiên khi bị bể không thể nào xuôi, mới bể hai bên nó sẽ bị bể một bên. Và khi nó bị bể thì dịch nó sẽ thoát ra ngoài. Và hai cái thằng túi ngực này nó xẹp lại với nhau ha. Và chụp ở trên nhũ ảnh thì mình sẽ thấy nó xếp lớp như cái bọng ni lông xếp lớp ở trong đây ha. Vậy thì làm gì? Mổ lấy ra và đặt được cái khác vô. Đặt cái khác vô ha. Thì nó bể. Đây là cái túi nó bể đây, cái bao nó lèo bèo ở trong đây mà nước nó thoát ra ngoài ha. Đây là cái mô bên ngoài, cái bao nó trôi lình bình xuống bên trong. À, đây là trôi lình bình bên trong. Và nhiệm vụ của mình không phải coi cái túi bể. Nhiệm vụ của mình là coi cái túi này, cái này, cái này. Và có thấy thì làm ơn cũng đừng có đọc. Không có đọc cái dịch nào mà thoát ra khỏi cái túi ngực. Đây là cái túi ngực của bệnh nhân. Như vậy thì cái này nó sẽ gặp ở ai? Nó gặp ở những người tham lam quá mức. Có nghĩa là cái hố túi ngực nó quá nhỏ mà đặt một cái bao quá lớn vô thì có phải cái bao nó gắp nếp không? Bạn nhét một cái bao vô trong một cái hố nhỏ thì những cái bao nó phải gắp nếp. Và khi cái bao nó gắp nếp thì cái gì nó chen vô? Dịch của cơ thể nó tiết ra, nó chen vô. Đây là cái bao nó gắp nếp chứ không phải nó bể. Nó chỉ gắp thôi, nhưng mà nếp gắp bình thường của cái bao túi ngực thôi. Và cái dịch nó chen vô, cái dịch cơ thể nó tiết ra có thể dịch bình thường mà thôi thì dịch nhiễm trùng. Và cái này trong đập. Không có đập cái bao gấp nếp gì trong đây mà có thấy cũng lòng không có đập đi, tự nhiên đập đây có dịch. Người ta đi qua ta kiểm cái chỗ 4.000 á, và cái chỗ 4.000 nó đập lại mình á. Thế là tự nhiên bệnh nhân thấy, sao cái túi đặt cho tôi là sao mà bây giờ dịch nó phát ra. Cái này dịch nó có khác, thật thường nó sẽ từ từ nó hấp thu. Tức là nó có thời gian để nó hấp thu. Chứ không phải là bệnh nhân mới vừa đặt xong bên kia chưa được 2 tháng nữa. Tại vì tôi có mấy bác sĩ làm thẩm mỹ đặt túi ngực thì tôi hỏi hoài là tôi nói ê cái này giờ đọc sao. Nó nói làm ơn đừng có đọc. Tại vì cái này sẽ hấp thu thêm thời gian. Còn khi mà bệnh nhân mà bị viêm nhiễm, bị sốt gì đó thì người ta sẽ quay ngược trở lại cái chỗ đó để người ta xử lý cái này. Người ta có thể uống thuốc, người ta có thể ăn thuốc kháng sinh, kháng viêm gì đó. Người ta nói chứ mình không đọc hay cái này nó không phải bể. Khi nào mình bể mình đọc. Còn không bể thì đừng đọc. Đọc chỉ rã dịch trong đó. Rồi đối với những cái trường hợp mà túi ngực mà lỡ có tổn thương thì sao? Cũng phải cắn răng cắn lợi mà lòng ép ở đây cho người ta chứ sao? Không lẽ không làm, bây giờ tổn thương này nó ác tính quá thì thôi, cũng phải làm và làm cái kỹ thuật riêng. Có nghĩa rằng là khi mà bên dưới này nó không có túi ngực gì hết, bạn đâm kim thì có phải là bạn phải lựa chọn cái con đường ngắn nhất. Có nghĩa là cái kim phải vô đến cái tổn thương này ở vị trí ngắn nhất, là con đường vuông góc là con đường ngắn nhất. Đúng không? Tôi học toán dở lắm mà tôi biết vậy đó. Đúng không? Đường xéo là đường dài dài, phải không? Gật đầu thấy con tỉnh thôi. Tôi học tới
Nhưng riêng cái túi ngực này các bạn phải đi kim ngang à. Đi kim đăng xuống bệnh nhân ho, cái giống như nãy giờ tôi ho là cái bật lên một cái đi kim đăng như cái lỗ này một lát nữa là mình bật tử. 4.000 mới hỏi được trước thời như trễ lắm. Bây giờ giá sau Covid này nó có lên cỡ nào vẫn là 4.000 ha. Đó, thì cái kim đường kim nó phải đi ngang, nó phải đi song song ha. Khi mà nó đi ngang như vậy thì bạn mới kiểm soát được cái đường kim. Chứ nếu như bạn cứ đâm như bình thường, đâm vô xui rủi bệnh nhân ai biết nhạy cảm đau, hất người lên hay gì đó mà cái kim đâm vô một lát nó rỉ ra là mình 4.000 không. Bị có một bên thì mình trả mà 2.000 thôi. Về đặt lại một bên thôi. Nhưng mà nhiều người muốn ngộ lắm. Đời á, lúc mà nhỏ thì đòi lớn, mà lúc lớn lại xong rồi lấy ra. Mà lấy ra được không ta? Cũng chưa hỏi nó nữa. Nhưng mà lấy ra thì cái mô cuốn bên trong đó làm sao? Không biết. Không có chưa hỏi. Bây giờ mình nói sơ về cái mô tả siêu âm trên biên ráp ha. Thì nó sẽ có gì, nó có bao nhiêu đây để mình mô tả. Hay mình học sơ cái bản biên ráp này, lần sau mình sẽ học một cái bài chuyên đề về biên ráp không. Mình sẽ có tả thành phần vú. Khi mà mình thấy cái khối thì mình sẽ có hình thái bờ, trục sang thương, độ hội âm ha. Rồi mình có vôi hóa, rồi các đặc điểm kết hợp và các trường hợp đặc biệt như các nang đơn giản, chùm nang nhỏ, nang biến chứng thì mình đọc ngay luôn là biên ráp máy ha. Đối với cái tiêu chuẩn phân loại biên ráp, sau khi mình phân loại biên ráp xong rồi á thì mình sẽ có gì? Không, nãy mình nói rồi, không có nghĩa là mình cần kết hợp với hình ảnh hay là cái khảo sát cũ để mình coi. Thậm chí là mình gọi bệnh nhân lại để mình khảo sát lại, rồi mình chờ thêm thông tin. Biên ráp 1 thì nó phải là âm tính trên nhũ ảnh lẫn trên siêu âm thì bệnh nhân này được xếp lại biên ráp 1. Biên ráp này là biên ráp của bệnh nhân chứ không phải là biên ráp của siêu âm. Biên ráp của bệnh nhân sẽ bao gồm biên ráp của nhũ ảnh và biên ráp của siêu âm, hai cái ráp lại thì mới ra được cái biên ráp này. Mình đọc biên ráp 1 cho bệnh nhân, tức là đang nói chuyện lâm sàng đó, lâm sàng mà đọc biên ráp 1. Chẩn đoán của tôi biên ráp 1 có nghĩa là 0% bệnh nhân này sẽ không có ác tính. Kiểm tra định kỳ, cần chú ý độ tuổi và nhóm nguy cơ cao. Kiểm tra định kỳ, nếu như bạn không thuộc nhóm nguy cơ thì mình sẽ 12 tháng một lần. Còn nếu như độ tuổi bạn cao và thuộc nhóm nguy cơ cao thì hạ xuống còn 6 tháng một lần. Hiểu không ạ? Hiểu có độ tuổi và nguy cơ này không? Tức là cái thời hạn sẽ là tùy theo bệnh nhân ha, tùy theo cái hoàn cảnh của bệnh nhân. Rồi, biên ráp 2 là bao gồm những cái như là nang nè, cái hạch trong vú nè, cái hạt silicon hồi nãy nè, vú sợi tuyến là được biopsy, có nghĩa rằng là vú sợi tuyến phải được chẩn đoán xác định đó là vú sợi tuyến, chứ nó không phải là biên ráp 3 nghĩa vú sợi tuyến mà nó gọi nó là biên ráp 2 này. Đó là vú sợi được chẩn đoán thì hoặc là cái hạt atoma ha, thì nó phải là biên ráp 2, và biên ráp 2 này nó cũng 0% thì nó cũng giống như kia luôn, kiểm tra định kỳ. Đối với biên ráp 3 thì trên siêu âm mình có thể có nang nhỏ, nang biến chứng, khối đặc, mềm có di động, không có đặc điểm ác tính cộng kết hợp với đặc điểm gì thế làm thì có khoảng 2%, dưới 2% đó là ác tính thì theo dõi mỗi 6 tháng trong 2-3 năm. Và nếu tổn thương không thay đổi thì mình sẽ hạ xuống biên ráp 2. Còn nếu như tổn thương tăng kích thước thì mình sẽ đưa nó lên biên ráp 4. Và tuổi cao hoặc là nhóm nguy cơ thì khi bệnh nhân biên ráp 3 thì mình phải xin thiết. Đó là lý do tại sao hồi nãy tôi nói là có những trường hợp mình sẽ kết luận biên ráp 2 vú sợi tuyến, nhưng có những độ tuổi mình chỉ kết luận biên ráp 3 chấm hết. Về lâm sàng thì lâm sàng phải quyết định thêm là bệnh nhân ở tuổi nào có nhóm có nguy cơ cao hay không, mình quyết định sinh thiết trong 13 được ha. Biên ráp 4 thì có tổn thương bất thường ác tính, tổn thương nang mang đặc điểm lành nhưng tăng kích thước nhanh ha, thì mình sinh thiết. Cái này thì hôm nào mình học biên ráp mình sẽ học kỹ hơn về cái này. Trước khi vô cái bản này mình sẽ học nhận diện như thế nào là mô cuốn ha. Bây giờ mình nói tới tiêu chuẩn ác tính của một cái khối tổn thương. Có 10 cái tiêu chuẩn ác tính: bờ dai, bề cao, bờ đa cung, ha, đô, bờ tạo góc ha. Đây là 10 cái tiêu chuẩn ác tính, có nghĩa rằng là mình cứ thấy cái này thì mình ráp nó vô và mình sẽ đưa nó lên biên ráp 4 và mình sẽ ác tính ha. Và đây
mình sẽ có tiêu chuẩn lành tính, thì mấy cái tiêu chuẩn trên thì mình đọc rồi mình đã hiểu rồi, là có tiêu chuẩn số 6 là cái tiêu chuẩn đặc biệt phải ghi màu đỏ và bắt buộc nó phải có nghĩa rằng là nó không được phép mang một bất kỳ đặc điểm ác tính nào, dù nó đang 5 cái lành tính nhưng bây giờ nó chọt vô một cái bờ tạo gốc hoặc là nó có cái đến vi phôi hóa là bắt buộc nó phải là ác tính. Nó chỉ là lành tính khi nó không có tính chất 10 tính chất ác tính kia, nó không được phép có cái nào cả thì nó mới được là lành tính ha. Chỉ có một đặc điểm ác tính cũng sinh thiết, không có đặc điểm ác tính thì đi tìm đặc điểm lành tính. Nó não quá nè. Tức là có nghĩa là mình không thấy cái tổn thương này, mình không thấy ác tính thì mình tìm coi bệnh nhân cái tổn thương này có lành tính hay không. Rồi cái này là không có lành tính và không có ác tính thì phải xem xét lại việc sinh thiết. Có nghĩa rằng là trên siêu âm mình không tìm được cái tổn thương nào lành tính, cũng không tìm được cái đặc điểm là ác tính. Hai cái đó ráp lại đây là virus cổ đây. Ai xin lỗi, virus không nha. Có nghĩa rằng là mình không tìm được bất kỳ cái nào giữa hai cái này. Bây giờ lành cũng không thấy mà ác cũng không thấy, mà cái vốn này rõ ràng bất thường quá thì bắt buộc mình phải xem xét lại cái việc sinh thiết, hoặc là cho bệnh nhân chụp MRI hoặc là trên nhũ ảnh luôn. Sinh thiết thì những viên bác sĩ làm máy hôm nay người ta sẽ quyết định cái chỗ nào cần sinh thiết. Người ta cũng quyết định cái vai trò của người siêu âm là cái này cũng khá là quan trọng về cái việc mà nhận định các tổn thương ha, không phải trong cái vốn các chỗ nào cũng ung thư, nó có vùng thôi ha. Như vậy khi mà mình làm siêu âm tuyến vú thì mình phải có gì? Mình phải có cái sơ đồ trong đầu của mình, chứ không phải là mình chỉ siêu âm quần quẹt 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 mình không biết là mình sẽ tìm cái gì. Đầu tiên khi mà mình siêu âm tuyến vú, nếu mà mình khảo sát qua mình thấy bệnh nhân không có tổn thương gì hết, một cái mô vú bình thường này hết ha, không có u không có gì hết, thì nó có khả năng là bình thường, nó có khả năng là thay đổi sợi bọc, nó có khả năng là cao vú không tạo u, nó có khả năng là âm tính giả, có nghĩa là có mà mình không thấy, nó có khả năng bốn cái thứ này. Như vậy để loại trừ bốn cái thứ này thì khảo sát lại thêm lần nữa. Khi khảo sát lại thêm lần nữa mà vẫn không loại được cái thay đổi sợi bọc và cao vú không tạo u thì lập tức cho bệnh nhân làm thêm nhũ ảnh hoặc MRI được không ạ? Có nghĩa là mình phải có cái sơ đồ này trong não của mình lúc mình làm một ca siêu âm tuyến vú. Rồi khi mà lỡ giả sử mình tìm được cái tổn thương, mình thấy có khối u, như vậy thì mình phải xác định cái tổn thương khu trú này nó là nang hay là đặc. Nếu mà nang thì mình sẽ xem coi là nang này có điển hình không hay là nang không điển hình, rồi cái này hỗn hợp hay là vừa nang vừa đặc thì nó là bướu diệt thể, hoặc là nang bướu nhú trong ong, trong dạng nang ha, bướu nhú trong nang ha, hoặc là ca hoại tử, tức là ung thư nó nhỏ mà nó vào hoại tử thì nó tạo được cái nang bi rách 3 hoặc bi rách 4. Đó, khi mà mình thấy nang thì bắt đầu mình có những cái này trong đầu để mình chẩn đoán phân biệt. Và mỗi một cái này thì mình phải cần phải chẩn đoán phân biệt, mình cần phải làm cái gì thì mình đã có cái bài học và mình nghĩ là mình sẽ tự khảo sát, mình sẽ coi hình ha. Bây giờ đặt thì mình sẽ coi cái u hay giả u. Giả u có nghĩa là không có vỏ ba, u thì nó có vỏ ba, u thì nó có bú sợi tuyến, bú diệt thể, bú nhú, ca vú. Nó là dạng bao nhiêu đây là thể loại u. Rồi đặt thì mình có giả u thay đổi sợi bọc, viêm hoặc là hoại tử mở ha, thì nó là giả u, có nghĩa là nó không có vỏ bao. Thì mình sẽ thấy không có vỏ bao thì mình có ba cái thể loại này mình chẩn đoán phân biệt trong đầu của mình. Và khi mình có nghĩ tới chẩn đoán phân biệt thì mình mới đi xác định được ha. Bây giờ mình nói cái chuyện khám vú dành cho các bạn nữ hoặc là các bạn nam. Bạn đang khám vú cũng được. Thiệt mà, có rất là nhiều bệnh nhân tới nằm xuống hỏi tại sao đi khám. Nói tại vì bạn trai tôi, ông xã tôi thấy có cái cục u chỗ này mà tôi không thấy. À, thì cái này mình hướng dẫn cho các bạn nam cũng được, chứ không nhất thiết về cái chuyện khám vú thì của các bạn nữ ha. Mình phải kiểm tra định kỳ vú của mình một tháng, một lần một tháng. Và mình phải kiểm tra trước khi, xin lỗi, sau khi kỳ kinh khoảng 5 ngày 2-3 ngày, mà tốt nhất là 5 ngày đi. Sau khi chấm dứt kinh là kiểm tra sau đó, không kiểm tra trước đó nha. Rất nhiều bệnh nhân đi khám mà trước khi thành kinh hỏi sao đi khám vậy, trời ơi tự nhiên có một cục đây nè, phải đi khám thôi. Mà thiệt ra trước khi thành kinh nó mong muốn nó sẽ bị cương cứng lên, bệnh nhân bản thân bệnh nhân sẽ tặng bạn sẽ khám được một cái khối u, nhưng thực tế nó là cái mô vú ha. Rồi khám là sẽ khám từ vùng đuôi nách cho tới bên
ngoài, khám bằng các đầu ngón tay. Các đầu ngón tay này của các bạn là các bạn đè xuống. Nếu có cơ hội đi qua phòng khám vú học khám vú, bác sĩ siêu âm tốt nhất cũng phải biết khám vú, chứ không phải vô đặt cái đầu dò. Nhiều khi mình cần khám thì phải sử dụng các đầu ngón tay đè nhẹ nhàng xuống tầng vùng. Còn nếu như mà bạn bóp một cục lên thì 100 người phụ nữ người nào cũng có khối u cả, thì bạn đang bóp cái nhu mô tuyến vú, cái mô vú vô tuyến, và bóp một cục lên có phải ai cũng có hết không? Đâu ai không có là bất thường, đúng không? Và bạn bóp lên là không đúng, phải sờ cái tay, sờ nhẹ đều ha. Rồi thở có thể là lên xuống ớt phèn cao, hoặc là thở phèn cao xoắn nước, hoặc là vòng tròn ha. Và để ý những cái thay đổi bên ngoài da, chẳng hạn như có cái đốm chảy máu hay gì đó, hay những cái thay đổi trên bề ngoài da này thì mình phải khám. Và thực tế cho thấy không phải cái ca vú nào nó cũng đàng hoàng tử tế cho mấy bạn học. Có nghĩa là đôi khi mình sẽ khám không ra, đôi khi mình làm cái bước cuối cùng luôn cũng là không ra, không thể chẩn đoán nó là được gì, mà mình chỉ phải theo dõi luôn. Tức là không biết các bạn có tin hay không, tôi thường hay nói là sinh nghề tử nghiệp, nhưng mà tôi thấy nó tôi không có muốn mày đó, sinh nghề tử nghiệp phải nói vậy thôi, chứ về đừng nói thầy Dương, thầy Dương hay lại bài nghe không để nói thầy nghe thầy Dương quan trọng ha. Thì cái lúc mà tôi siêu âm kiểm tra cho mẹ của tôi ấy, đầu tiên là tôi xem cái gì hả, bị một cái khối u 3 tháng. Cái lúc tôi siêu âm lên thì mình nói cái siêu tổng quát kiểm tra gì lên về siêu âm, mình siêu âm cái gì mình thôi quẹt vô một cái là tấm như vậy, nó kiểu giống như vậy đó, cái bờ nó rõ hơn vậy, nó hơi lớn hơn như vậy. Trong não mình học là mình thấy cái khối đó là cái hôm nay, trước khi làm bé hôm nay là tới trưa mới làm bé hôm nay thì thôi cho đi chụp nhũ ảnh. Chụp nhũ ảnh không ra gì hết, nó không có gì hết. Nhưng mà trên cái siêu âm của mình không đồng nhất, tức là siêu âm với nhũ ảnh đối chọi nhau. Và khi siêu âm với nhũ ảnh đối chọi nhau, bạn được nghĩ là dùng nhũ ảnh để quyết định cái ca đó không? Siêu âm và nhũ ảnh đối chọi nhau thì bắt buộc phải đi làm MRI, bắt buộc phải đưa bệnh nhân đi làm MRI, cho bệnh nhân làm MRI để chẩn đoán. Tại vì MRI nó xác định là có hoặc không có, nó xác định có không có bởi vì nó có cản từ. Và khi cho mẹ chụp MRI xong á, ác lắm, nhớ đọc MRI đọc lần từ trên xuống dưới, cái dạng là bắt thuốc theo, bắt thuốc cản từ là theo mạch máu, có nghĩa rằng là nó là thay, đó là một cái mô tuyến thì nó mới bắt thuốc theo cái mô tuyến kế bên. Nhưng mà lại đọc thêm câu nữa, có một cái góc cạnh cần phải theo dõi, nghĩ lành tính nhưng mà cần phải theo dõi, tức là có một cái góc cạnh thôi, một cái góc cạnh đó, tức là đưa lên tới MRI mà vẫn chưa biết đó là gì. Bạn hiểu em, tức là đưa qua tới MRI mà vẫn chưa biết đó là gì, vác qua bên medic để gặp chị Thanh Xuân ở bên đó. Vậy lúc đó là bên đó chuyên làm với cái đàn hồi của vú. Thì khi mà làm cái đàn hồi của vú á, thì chị nghĩ cái đó chị vẫn đánh giá nó là viên giáp 4B. 4B có nghĩa là 4, mình sẽ có 4A, 4B, 4C. 4A thì là nghĩ ác tính, 4B cũng ác tính, 4C ác tính, nhưng mà cái cấp độ nó sẽ khác nhau, thứ tự nó khác nhau. Tức là 4A đã hơi ác, 4B là ác trung bình và 4C là rất là ác. Đó. Thì trên đàn hồi vẫn xác định đây là 4 điểm, nó vẫn là 4B. Bởi vì đàn hồi nó rất cứng, mình nhìn vô chỉ mình coi mình vẫn thấy nó rất là cứng. Cuối cùng làm MRI ra là thay đổi sự bọc. Có nghĩa rằng là cái hình ảnh thay đổi sự bọc nó vẫn có thể tạo một cái hình ảnh giống như ung thư như vậy, y chang luôn á, y chang luôn á. Nhưng mà may có cái đó người nhà mình chỉ sao tao làm vậy, chỉ là nhũ ảnh đi chụp nhũ ảnh, chỉ làm MRI chụp MRI, chỉ làm MRI cũng làm MRI và theo dõi thấu sáng cho tới hiện nay. Và tới hiện nay là theo dõi được 3 năm mới hạ xuống GH3. Tức là mình theo dõi nó không thay đổi theo thời gian, không thay đổi theo thời gian thì mình mới hạ xuống GH3. Cho nên á, cái người nhà của bác sĩ hoặc bác sĩ bị bệnh nó sẽ phức tạp hơn so với lại cái người thường, các bạn có đồng ý không? Hay là tại vì bác sĩ biết nhiều quá cho nên lắm chuyện, mình biết nhiều quá mình rất là lắm chuyện, mình sẽ nghĩ A, nghĩ B, nghĩ C, còn đối với bệnh nhân thì mình cho nên cao y đức có phải rằng là bác sĩ thì không được mổ người nhà không? Y đức đó
bác sĩ không được phép mổ người nhà, phải không bác sĩ ngoại? Bố ngoại, 1, 2, 3, 4 chờ cậu, đúng không? Chị nói đúng không? Chị tưởng tượng hả? Đúng không? Không. Mà chị hỏi thêm cái chuyện đi học cho ông lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Dạ nhỏ nghe rồi. Làm gì? Hợp lý. Nhưng mà chị nói nè, học xong giờ không ai dám làm hết trơn. Nhưng mà rồi mà gặp siêu âm cuốn, mấy bạn tưởng dễ ăn lắm là mỗi lần mà siêu âm vú cũng may nha. Mấy đứa nói là cũng may là chị bị viêm xoang mãn tính. Có nhiều người em ngồi bên đây lấy máy em chịu không nổi. Mà sao chị không phản ứng, ta đâu có ngửi được mùi gì. Tại vì ta viêm xoang quanh năm, ta kẹt cái mùi nặng lắm mới ngửi được. Còn không là thôi ngồi bơ cũng bơ, không có mùi gì hết trơn á. Siêu âm vú bữa nào vô phòng siêu âm vú đứng không trong đó một bữa thì coi rồi sẽ thưởng thức, nhìn là ngán luôn á, thường là vậy ha. Nhưng mà thật ra thì chị nghĩ là nếu như mà mình làm cái nghề khác á, thì mình cũng nên đi học siêu âm cũng được. Chị sợ luôn á, có lợi lắm á, thiệt luôn á, gật đầu. Với thiệt mà, cho nên á, có nghĩa rằng là mấy bạn đang đi học, mấy bạn mới tốt nghiệp đúng không? Mấy bạn mới tốt nghiệp thì giống như chị hồi xưa chị mới tốt nghiệp như vậy thôi. Thì mỗi một cái giai đoạn khi mà mình chuyển tiếp qua, mình quyết định một cái việc gì đó, là mình đầu tiên phải mục tiêu trước. Mục tiêu của mình phải theo sau suốt cuộc đời của mình. Cuộc đời của chị á, là lúc nào cũng muốn sung sướng mà có tiền, không có tích cực mà có tiền. Thiệt, hồi lúc mà sinh, chị là bác sĩ cơ hữu của bệnh viện giống tụi em. Sau đó chị xin qua bên trường.